đôi khi công việc này thật nhàm chán. Ô, có người đến kìa. Để xem nào, em biết quyết định chứ. Ở đây có mỹ phẩm. Hả? Em à? Tất nhiên em không có đồ trang điểm gì rồi. Chà, đừng nghĩ nói thế mà chị tin ngay nhé. Túi này á? Cứ thoải mái kiểm tra đi. Để xem nào. Khoan đã, em nghĩ mình là ai chứ? Đưa đây cho chị, ngay lập tức. Ôi vâng, cái này ấy hả? Nhật ký của em à? Đây là điện thoại ạ. Vào đây. Đây hả? Là phấn mà em đang cố lén mang vào chứ gì? Vâng, vâng, em xin lỗi, em sẽ mang hết đi. Chán, không ngờ mình lại bị bắt. Mà khoan đã, nhật ký của mình chuẩn không cần chỉnh. Mình sẽ cắt một phần ở giữa các trang ra. Ổn rồi, chỉ cần vậy thôi. Hình chữ nhật hoàn hảo. Và mình sẽ lấy hết các trang giấy ra. Mình đã chuẩn bị sẵn một mảnh vải xinh xắn. Vải lấp lánh là đỉnh nhất. Giờ thì mình chỉ cần bỏ mỹ phẩm vào nhật ký thôi. Xong, đóng nó lại nào. Và bên trong được rồi, mình có thể mở mỹ phẩm ra. Dặm thật nhanh và nhảy nhót tiếp thôi. Phần đầu hàng có chuyện gì vậy ta? Ôi không, có biển cảnh báo kìa. Cầm mỹ phẩm sao? Nhưng mình đã chót mang theo mỹ phẩm rồi. Kim Tuyến nè. Mình phải tìm cách xử lý chuyện này thôi. Khoan, mình sẽ giấu vào trong váy. Váy mà. Làm sao mà đựng được cái gì cơ chứ? Mình phải tìm ra một cách khác thôi. Hai, em có vé đây. Ừ, thế rồi. Nhưng em có giấu đồ trang điểm trong người không đấy? Để chị kiểm tra đã. Ok, không có gì khả nghi. Em vào bên trong được rồi. Chơi vui nhé. Nhà trong club này đỉnh thật đó. Có ai nhìn không nhỉ? Không à, vậy thì trang điểm nào. Mình sẽ tháo giày ra. Và bỏ phần nắp ở trên gót ra. Ta-da! Kim Tuyến lấp lánh nè. Chấm một chút lên má. Xuất sắc, mình thích kiểu này. Kim Tuyến vàng lớn nhất. Kim Tuyến cho mọi người nè. Chúng ta hãy biến tấu chiếc cặp tóc này cho thú vị hơn nhé. Tớ sẽ dùng bút 3D để tạo đường xoắn ốc. Sau đó kéo cao lên. Tuyệt vời, yêu mặt trời. Vậy chắc đủ dài rồi đó. Giờ thì tớ sẽ kẹp lên tóc. Cậu thấy sao hả Wendy? Tớ thích lắm. Đẹp lung linh luôn nhé. Sẵn sàng chưa? Khoan, cho tôi bấm nhé. Đi mà. Đi mà xin gói. Bấm nhỏ. Ok, thì bấm đi. Bấm nè. Ủa, lẽ ra phải có gì đó xảy ra chứ. Ồ, kỳ quá. Tớ sẽ thử lại. Ôi trời. Hay là nó hỏng rồi. Mình có nên về nhà không? Tay nghe. Cảm ơn. Bài này cháy quá. Hoạt động đi nút giờ hơi. Chẳng thua gì. Khoan, cậu lấy tai nghe ở đâu thế? Ơ, Jasmine. Yuhu. Chà, dám bơ mình. Hay là thử cách này xem. Jasmine. La 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 la. Nghiêm túc đấy hả? Đúng rồi. Cách này kiểu gì cũng hiệu quả. Sẽ ổn lắm đây nè. Hả? Kỳ vậy? Cái này bị sao vậy trời? Wow! La 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 la. Sao? Sao thế này? Mình không dùng cái này nữa đâu. À, mình nghĩ ra một ý hay rồi. Tôi chỉ mượn thôi mà. Thật đấy. Này, giúp tôi với Jasmine. Thôi quên đi. Vậy, câu chuyện hài hước. Nộp ra đây. Tốt nhất là nộp hết đi. Chị đừng giận nhé. Oh yeah, Jasmine, thôi mà. Phải làm sao bây giờ chứ? Mình biết rồi. Lẽ ra tớ nên nghĩ ra cách này sớm hơn. Tớ sẽ bắt đầu vẽ một hình tròn. Nhưng tớ sẽ để một hình gỗ khóa bên trong. Giờ thì phun kín nó. Tớ chỉ cần tô đúng theo viền. Gần xong rồi.
đó, xong một phần rồi. Tiếp theo tớ cần vẽ các đường thẳng đứng, không được để trống chỗ nào. Bạn biết không, làm thế này khá thư giãn đó. Tớ cảm thấy căng thẳng như đang tan biến. Ok, sang đến phần tiếp theo, tớ sẽ vẽ các đường ở phía trên để tạo thành một cái khung và làm tương tự với bên kia nữa. Rồi tô kín vào nè. Tớ có thể để tạm cái này sang một bên. Giờ thì đến phần sau, tớ sẽ vẽ nhiều đường thẳng xếp cạnh nhau. Tớ muốn tạo thành một dải nhựa dài, thêm một xíu nữa thôi. Hoàn hảo luôn. Lúc nó còn mềm, tớ sẽ uốn cong, rồi gắn các hình tròn vào. Tai nghe của tớ sẽ khít với chỗ trống. Giờ tớ có tai nghe chụp tai rồi nè. Bài này bánh cuốn ghê. Jasmine, nhìn nè. Hả? Wow, tai nghe đẹp thế Wendy. Tớ biết, hàng hiếm có một không hai đấy. Nhảy thôi. Khoan đã, không. Mình đấu ngón cái đi. Cảnh báo trước nhé, tớ pro lắm. Chơi giỏi ghê. Căng thẳng đó. Bỏ cuộc đi. Wendy đang không nhìn. Cậu ăn dân. Wow, nhìn mà xem. Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Chuyện này là sao? Đừng có nhìn tớ. Nóng dã man. Tớ biết. Khoan đã. Cái gì kia? Có phải bọ cạp không? Kinh. Jasmine, cậu đang làm gì thế? Nó đi đâu rồi? Khó hiểu quá đi. Cậu có thấy ổn không? Tớ chỉ muốn chai nước thôi. Ra cũng được. Nóng muốn xỉu. Đựng mồ hôi xem có được đầy cốc không. Thật luôn. Này, vẫn là nước mà. Ôi, tớ bất lịch sự quá. Cậu muốn uống không? Tớ xin. Khát chết đi được. Cái gì kia? Trông lạ quá hả? Tớ chưa bao giờ thấy nó. Cứ tưởng chỉ có trong phim thôi. Wow. Bây giờ mát hơn hẳn. Có dưa hấu mát mọng nước kìa. Đang khát lại vớ được dưa hấu. Thơm ngào ngạt luôn. Ồ, trời đất. Thất vọng quá đi mất thôi. Có thấy mát hơn không? Chúng mình phải làm gì đây? Khoan, tớ có một ý này. Tớ sẽ bắt đầu vẽ hình mặt trăng, rồi vẽ các đường thẳng vào trong. Tớ sẽ tạo khoảng trống giữa các đường. Giờ thì vẽ màu xanh lá nhạt hơn vào hình cung trăng. Cứ tô mãi xuống dưới. Ok, vậy là đủ. Giờ thì đến màu đỏ. Tớ sẽ vẽ theo viền kia. Nhưng càng xuống dưới, đường càng hẹp lại. Trông nó giống như một miếng dưa hấu. Thấy không? Thêm một số chi tiết nè. Đây là phần rất dễ. Tớ chỉ tạo các hình tròn màu đen. Làm như vậy trên toàn bộ phần đỏ nhé. Ok, tớ cần tạo một lỗ ở đỉnh của hình tam giác. Tớ sẽ làm nhiều lát dưa hấu hơn và xếp chồng các lát dưa lên nhau. Sau đó xô một sợi dây nhựa qua lỗ. Giờ thì xiết nó lại. Vậy là có quả rồi. Quá tuyệt vời cho ngày nắng nóng. Wow, quả cho mát cái nào. Có gió mát lạnh. Ôi trời, Jasmine. Tớ rất xin lỗi. Bị lừa nhá. Tớ tìm thấy ở sau tảng đá đấy. Sao cậu lại làm thế? Chẳng vui tí nào. Ít nhất tớ còn có quạt. Sẵn sàng. Cố lên. Suýt thắng. Yes, thắng rồi. Tớ được quyền nhấn nút nhé. Trang phục dễ thương quá. Và hoa cũng đẹp dã man. Lại còn thơm nước mũi. Tuyệt quá mèo. Xin chào Wendy. Ôi trời đất, chiếc nhẫn đẹp quá. Jasmine, anh không nhìn thấy em. Ủa anh làm gì vậy? Thật lãng mạn quá. Mấy người đùa tôi hả? Đủ rồi, của tớ. Không, của tớ. Đưa đây cho tớ. Còn lâu. Thật ra tôi quên đi. Dừng lại. Cậu làm gãy rồi. Viên kim cương đâu rồi?
Sao cậu phải làm thế? Đừng khóc. Đây lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tớ chứ. Thôi đừng khóc nữa mà. Biết ngay mà, tôi xin. Tớ chả bao giờ có gì tốt. Thật không công bằng. Tớ sẽ làm trang sức của riêng mình. Hả? Chờ đã. Biết đâu mình sửa nhẫn được. Mình sẽ bắt đầu bơm keo lên nhẫn. Mình để cho nó hơi cứng lại. Sau đó thì nhúng vào kim tuyến. Cho nhẫn thêm lấp lánh tỏa sáng. Wow, Wendy, tặng cho bố nè. Nhẫn à? Cho tớ. Tất nhiên. Cậu làm tớ hạnh phúc quá. Đẹp quá đi mất. Cho cậu cái này. Wow, cảm ơn. Cậu thấy sao nào? Tớ thích lắm. Cảm ơn cậu nhé. Tụi mình đều xinh. Làm tốt lắm. Hey, ký lên trái tim của tớ nữa, làm ơn. Bình tĩnh nào các cô gái. Mình đứng sau tất cả các cô gái khác. Alex, Alex bên này. Mình nhìn sau chót luôn. Không được rồi. Đợi một chút. Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ vẽ một lời nhắn trên da để cậu ấy không thể phớt lờ. Phần khó khăn đây. Phải vẽ sao cho nó nằm ngay dưới cằm. Và phần cuối cùng ở ngay trên cổ họng của mình. Alex, Alex đến lượt tớ. Nhìn tớ đi. Dỡ bỏ cái này đi. Đây, ký tên trái tim của tớ này. Đủ rồi. Wow, nhìn cô ấy kìa. Chào Alex, tớ có lời nhắn cho cậu. Cậu đọc được chứ? Wow, sáng tạo quá. Không thể tin được. Đỉnh ghê. Chúng ta thấy là xong rồi. Đi luôn cho đỡ quê. Tớ không tin nổi là cậu có thể tự viết như vậy lên cổ đấy. Ôi trời, cậu ấy đến kìa. Emily, tớ là fan cuồng của cậu đây. Tớ thích gu thời trang của cậu. Cậu là đỉnh nhất trong trường luôn. À, chà, tớ có tài năng thiên bẩm về việc đó mà. Này mọi người, các cậu đang nói chuyện gì ở đây vậy? Ew, tránh ra đi. Họ đều chạy trốn mình. Ồ, chà, chắc là do mình nhìn không giống vậy. Có lẽ mình nên làm gì đó. Ồ, đúng là một ngày cực kỳ xui. Xui tận mạng. Ừ thì đúng là cô ấy có hàm răng sáng bóng. Sao cũng được. Ước gì răng mình cũng được như vậy. Đợi chút đã. Có lẽ có một giải pháp cho vấn đề răng cỏ của mình. Để xem mình có gì giấu trong hộp đồ dùng nha khoa này nào. Được rồi, mình nghĩ mình có thể dùng đống này. Nhìn mấy que chỉ nha khoa xỉa răng nè. Cũng có thể bắt đầu với cái này. Mình có thể cảm thấy nó đang loại bỏ chất bẩn. Kinh quá. Rồi để xem còn có thể dùng cái gì trong này không. Đây đúng là thứ mình muốn nói nè. Để mở cái hộp ra. Ok, mình có nguyên một vỉ thuốc này. Để mình lấy một viên ra rồi cho luôn vào miệng. Đã đến lúc có hàm răng trắng hơn rồi. Hy vọng là thế. Chỉ cần nhai viên thuốc này, mình cá là tất cả răng đang có màu tím. Được rồi. Giờ khi răng mình đã phủ một lớp màu tím thì đã đến lúc đánh răng. Những viên thuốc này cũng sẽ giúp làm trắng răng. Giờ để mình thử bàn chải đặc biệt này. Tiếp theo, dụng cụ làm sạch răng bằng điện thú vị này sẽ làm nốt công việc còn lại. Chỉ cần kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi việc tẩy trắng răng diễn ra. Chà, mình nghĩ đây là đủ rồi đấy. Yay, giờ răng mình sạch hơn rất nhiều rồi. Chúng sáng bóng luôn. Mình có thể làm gì đó giống như vậy. May là mình luôn thích để sẵn một miếng hạt cườm này. Mình phải gỡ những hạt này ra. Mình sẽ dùng nhíp. Ai có hàm răng lấp lánh nhất lúc này nhỉ? Làm mị chứ ai. Yay, bây giờ mình đã có hàm răng đẹp nhất trường. Đã đến lúc đi khoe rồi. Mình chỉ cần can đảm thôi. Ta-da, các cậu nghĩ sao về hàm răng mới được nâng cấp của tớ? Wow, sao răng của cậu sáng và lấp lánh thế? Mọi người ơi, tớ đây. Cái gì? Ellie, giờ cậu là người có hàm răng đỉnh nhất trường đấy. Ôi trời ơi, không thể để họ thấy mình thế này được. Hôm nay mình xinh ghê. Thích nhất là khi làn da láng mịn. Để tô lông mày thêm một chút nha. Sợi lông lạc loài này, không thể nào. Có ta đây thì không nhá. Mình phải xử lý nó ngay và luôn. Sợi lông ngu ngốc, ra khỏi mặt tao đi. Mình nhổ quá tay rồi. Cái quái gì vậy? Có người đang la hét sao? Phải đi xem mới được. Có vẻ như nghiêm trọng đấy. Ôi trời ơi, Emily, cái gì đây? Sao vậy? Ellie,
lông mày của cậu mất rồi. Thôi không sao, hít thở sâu vài lần đi nào. Cậu có đủ đồ trang điểm ở đây, chắc chắn tụi mình có thể sửa được. Đây, cầm chỉ cái mày này, nó sẽ giúp ích đấy. Cậu chắc không? Ý là giờ tớ hoàn toàn không có lông mày luôn á. Tất cả những gì cậu phải làm là vẽ một cái mới. Được rồi, có lẽ mình sẽ bắt đầu ở đây. Đúng rồi, nãy giờ cậu làm tốt đấy. Tiếp tục đi. Ồ không, Ellie nhìn này, nó đã biến thành một con sâu rồi. Ồ, tiếc ghê, sắp được rồi mà. Giờ tớ phải làm gì đây? Đừng khóc, chúng ta chưa xong đâu. Dụng cụ đó ở đâu nhờ? Nãy giờ cậu ngồi lên nó kìa. Được rồi, cái này chắc chắn sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề. Không tin được, đây là khuôn ướm lên mặt để vẽ lông mày sao? Đó là bước 1. Được rồi, đây là khuôn và đây là bút kẻ lông mày của cậu. Wow, cậu đang làm tốt lắm đây. Ok, cậu nghĩ sao? Cũng đẹp đúng không? Và để cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của cậu để tớ vẽ lông mày cho cậu luôn nhé. Nhưng Emily, ý là tớ có lông mày rồi. Tớ biết là cậu có rồi nhưng mà tin tớ đi, sẽ đẹp lắm đấy. Xe ra, tớ đã biến cậu thành một con hổ. Ôi trời ơi, đỉnh quá. Cậu nhìn dễ thương ghê. Và nhiều lông nữa. Hãy để tớ vẽ một đường lên vai. Được, cậu phải làm thế đi. Oh wow, tin được không? Đã đến lúc chụp ảnh rồi. Vui quá đi mất. Tớ thích được chụp ảnh. Đợi đã, Emily, sao cậu không mừng vậy? Tớ thấy không tự tin về vẻ ngoài của tớ lúc này. Nếu cậu không đeo kính thì sao? Lúc đó trông mắt tớ sẽ lác và trông hình sẽ rất xấu. Mọi người ai trông cũng đẹp, còn tớ sẽ chỉ giống một trò đùa thôi. Cậu thấy rồi đúng không? Mọi người đều rất vui, còn tớ thì không. Đó là một câu hỏi hóc búa nhở. Rất tiếc khi cậu thấy buồn vì tất cả những chuyện này. Hey, chờ chút, tớ nghĩ tớ có một ý tưởng có thể giúp cậu đấy. Đây, để tớ chỉ cho cậu. Tớ có một cây bút 3D trong túi sách. Wow, tớ không muốn cậu làm hỏng kính của tớ đâu. Thôi nào, tin tớ đi. Tớ đã bao giờ bày cậu làm sai gì chưa? Xong, tớ đã chụp một bức ảnh của cậu khi không đeo kính. Bây giờ tớ in nó ra. Chúng ta có thể sử dụng bút 3D. Thấy không, tớ đang vẽ lông mi giả thật đẹp cho cậu. Tất nhiên là không được quên mắt còn lại, lông mi cho nó nữa. Bức ảnh đã giúp tớ dễ dàng vẽ chúng đúng kích thước. Cậu thực sự giỏi vẽ bằng bút 3D đấy. Được rồi, đã xong, để tớ gỡ chúng ra khỏi hình của cậu. Thấy không, giờ để tớ đặt lên mặt cậu nhé. Xong rồi đây. Wow, tớ thích lắm. Chúng lớn và có màu hồng. Tớ thấy vui hơn rất nhiều với đôi mắt của tớ rồi. Và tớ cũng có thể nhìn thấy chúng ngay cả khi đeo kính. Đúng vậy, được rồi, đi chụp hình thôi. Xin chào, cố chụp cho được góc nghiêng thần thánh nhá. Dĩ nhiên rồi. Xong rồi, sinh viên tiếp theo. Tớ đây, để tớ bỏ mắt kính ra nữa. Ôi trời, lông mi màu hồng của cậu đỉnh quá. Sẽ là một bức ảnh đẹp đấy. Cảm ơn, tớ cũng nghĩ thế. Hey, hình như hôm nay có album ảnh của tụi mình đấy. Yeah, mình trông đẹp ghê, cảm ơn trời. Thư giãn được rồi. Phương trình vật lý này khó hiểu ghê. Ôi trời, sắp hết thời gian, đồ mình đâu hết rồi ta. Được rồi, đi thôi, cuối cùng cũng xong. Gì vậy, không được, tớ không ra ngoài đâu, tớ đang học lý. Cậu đang đùa với tớ sao? Đi thôi, cậu không nhìn thấy tờ rơi hả? Nhìn đi, nó ở ngay đây và nó nói rằng tối nay có tiệc. Không đời nào, nhưng sao? Nghiêm túc đấy chứ, nhìn xem tớ mặc gì nè, không đời nào tớ đi như này đâu. Nghe này, đi với tớ, tớ có một giải pháp cho cậu. Mượn gì đó trong tủ quần áo của tớ đi, bất cứ thứ gì cậu muốn. Bất cứ thứ gì, thật chứ, cậu có nhiều lựa chọn ghê. Tớ sẽ thử cái này. Được đấy cô gái, tớ biết cậu sẽ trông rất đẹp. Đẹp hả? Tớ không phải là từ tớ sẽ dùng để gọi giao diện này. Vậy thử cái này đi. Nói thật tớ không nghĩ cái này đẹp hơn đâu. Cậu thấy gần hết đồ lót của tớ rồi đấy. Tớ thả là chú hề còn hơn. Cậu nói đúng. Tớ không phải là một kiểu đẹp dành cho cậu. Còn cái đầm màu đỏ này thì sao? Với những chiếc lông á, thật chứ. Được, tớ nghĩ tớ sẽ thử. Ok, tớ nghĩ cái này đẹp nhất. Mình trông đẹp ghê. Ôi trời, tớ cũng thấy thích khi mặc cái đầm này. Lông vũ và tất cả. Cô gái, cậu rất cháy trong bộ đồ đó đấy. Từ đầu đến chân. Được rồi, tớ đã sẵn sàng đến bữa tiệc. Không, giày của tớ mắc vào cái váy rồi. Ngã mất thôi. Tớ đang ngã. Emily, cậu ổn chứ? Để tớ giúp cậu đứng dậy. Tớ bắt đầu nghĩ đây không phải là cái váy hợp với cậu rồi. Thử cái này đi. Có lẽ cậu nói đúng. Được rồi, tớ sẽ mặc thử xem sao. Tớ cực kỳ thích bộ này. Chắc chắn tớ sẽ không vấp khi mặc nó.
Chuẩn, ta nghĩ chúng ta đã chính thức tìm thấy trang phục dự tiệc phù hợp. Ôi trời, tay áo tuột khỏi vai tớ. Ôi, nếu giờ nó tuột thì chắc chắn là lúc sau cũng tuột. Lại nữa nè. Bây giờ tôi cũng thấy quan ngại về nó rồi đấy. Chúng ta phải làm gì đó để khắc phục sự cố này. Mình cần một giải pháp thời trang và nhanh chóng. Biết phải làm gì rồi. Tất nhiên là lấy cuộn băng keo. Nhìn này thấy không? Nó có hai mặt. Tớ sẽ chỉ cần dán một mặt lên vai cậu. Và bây giờ tớ sẽ dán tay áo lên miếng băng keo, cố định nó. Không được quên bên kia. Băng keo sẽ giữ nó ở đúng vị trí thay vì tuột xuống. Wow, đúng là một giải pháp thiên tài và cực hiệu quả. Wow, Ellie, bữa tiệc tuyệt quá. Tớ biết cậu sẽ thích mà, hãy tận hưởng đi. Xin lỗi, tớ mượn cái này. Quẩy thôi. Woo, lên nào Emily, khoe hết các điệu nhảy của cậu đi. Và mình không phải lo áo bị xê dịch trong khi nhảy nữa. Oh, Emily, tớ không biết cậu nhảy giỏi như vậy đấy. Tớ rất vui vì cậu đã quyết định đi cùng tớ đến bữa tiệc này. Tớ cũng thế, tớ đang rất vui. Này, ăn đi, bữa ăn của tôi đấy. Mình sẽ đánh giá một sao chỗ này. Cho thêm này. Đấy, phải thế chứ. Mình đói bụng quá. Khoan đã. Mình có cái này hay hơn nè. Mình sẽ lấy chút mứt và thoa lên má cho hồng hào. Chuẩn rồi đấy. Nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó. À, đúng rồi. Mình sẽ dùng thìa để cạo cái thanh này lấy bột. Ai cũng cần chút lấp lánh trong đời. Và cái cây này hóa ra tiện phết. Cái răng cái tóc là góc con người mà. Màu gạch trên tường đỉnh từ đấy làm phấn mắt thì hết sảy. Đó, giờ mới được làm chính mình. Tốt, không có ai nhìn. Cứ tỏ ra bình thường, sẽ không ai nghi ngờ. Tôi đang lau sàn thôi, có gì đâu mà nhìn. Mệt bở hơi tai. Có vấn đề gì à? Ra em trang điểm hả? Thôi em cứ nhìn đi rồi tự biết. Hả? Sao lại có con hề trong gương thế kia? Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đỡ hơn chưa ạ? Đỡ sợ rồi đấy. Nhưng anh có thứ này giúp được em nè. Gì ạ? Xem nhé. Cứ tự nhiên. Wow, là mỹ phẩm sao? Em xin. Thế sao ạ? Em tự soi gương đi. Wow, đúng là áo phông thần kỳ. Hóa ra tôi cũng không tệ lắm. Trông y như kem thật luôn. Mong là okay là. Đi nào. Mình phải tỏ ra chuyên nghiệp. Hai, em đến thăm phạm nhân. Ok, nhưng cậu biết quy định rồi đấy. Cấm mỹ phẩm. Vâng, em biết. Gì đấy? Nói xem. Chỉ là kem que thôi hả? Ok. Trông ngon nhỉ. Cho chị một que được không? Ôi, em quên sư mất. Cảm ơn. Ngon hết sể em ơi. Chị muốn ăn thêm không ạ? Em lấy cái này cho em đi ạ. Đi đi cho tôi ăn. Yes. Nè, xem tớ có gì cho cậu này. Kem que à? Không, đừng có ăn. Nhìn bên trong ý. Wow, sơn móng tay. Còn tuyệt hơn kem que nữa. Muốn giúp cậu chút thôi. Wow, mình rực rỡ quá. Hợp tớ lắm luôn. Đi mua sắm và chọn được màu mắt tinh xỉu. Ghen tị quá nhờ. Cậu muốn xem không? Nhìn này, đẹp đúng không? Mấy màu này đẹp quá. Ước gì tớ cũng có. Cậu dương của tớ cũng đẹp mà. Cảm ơn bồ. Em chào thầy. Các cô gái, các em đến muộn. Cầm mỹ phẩm á? Có vấn đề gì không vậy? Dạ không, có gì đâu ạ. Em giấu gì sau lưng đấy? Tay em thôi ạ. Khả nghi lắm nha. Cho thầy xem nào. Ồ không, không có gì ạ. Ashley, thả ra. Ok, mỹ phẩm của em. Ashley, thả ra. Nhưng của em mà. Mọi người ơi, hơi kỳ cục nha. Em, đi vào lớp đi. Xin lỗi ạ. Thả ra Ashley. Tốt, thầy mất tập trung. Đúng là con nít.
Để giữ gìn bảng phấn mắt của bạn, hãy chuẩn bị một cuốn sách. Dùng một cây kéo để tạo lỗ trên sách, nhớ là cắt thành hình của bảng phấn mắt nhé, rồi nhét bảng phấn mắt vào đó. Thế này nè, trang trí tùy theo sở thích của bạn là xong rồi. Và cải trang cho mỹ phẩm. Đi vào lớp thôi nào. Đứng lại đó. Xoay một vòng đi. Không có mỹ phẩm. Tốt, em có thể vào. Tiện, ý em là... Vâng ạ. Này, cậu có sao không? Tớ đang vui lắm. Wow, đỉnh nhờ. Lấy thêm cái cọ nữa. Và giờ tớ có thể trang điểm xinh nè. Ai biết sách giáo khoa có thể hữu ích thế chứ. Nhìn cậu xinh lắm luôn. Cậu muốn đọc sách không? Cô ơi, em làm xong bài rồi ạ. Ta-da. Cô sẽ bất ngờ đó ạ. Để xem. À, tốt lắm. Quay đi, em xin. Mà em có gì kìa? Dạ, em không hiểu cô đang nói gì ạ. Em trang điểm à? Dạ không, em về chỗ đây ạ. Khoan, xoay một vòng đi. Em không có mỹ phẩm mà. Lạ thật. Ừ, đi đi. Đẹp thì có gì sai. Wow, sao cô ấy xinh như vậy nhỉ? Tự nhiên từ bé đã vậy rồi mà. Họ không biết mình có một bí mật. Tua lại nào. Cô bận rồi, may mà mình đã ém chức. Lấy một tẩy và lấy kéo cắt muốn góc ra nhé. Chúng ta chỉ cần một mảnh nhỏ thôi. Chấm keo vào tăm bông nè, rồi ấn tẩy vào đầu tăm bông. Sau đó tô mascara lên miếng tẩy. Tôi kiếm luôn nha mọi người. Xong rồi, xịn chưa? Mình sẽ lướt miếng tẩy này trên mí mắt. Và nốt bên kia, hoàn hảo luôn. À, tốt lắm. Mình xứng đáng điểm 10 cho mẹo này. Sẵn sàng, nhắm. Và trượt. Mình chẳng làm được gì nên hồn. Xin chào, tới đây dọn dẹp hộ cháu với. Tôi đây. Kẹo cứ bị rơi vãi lung tung ấy ạ. À, ra vậy. Úi chà, màu xanh vị táo ngon hết sảy. Trả tiền đi. Được thôi đây ạ. Việc vất vả đó nhưng cũng phải có người thực hiện thôi. Nói về công việc, giúp cháu ra khỏi đây được không? Nhưng mà không miễn phí đâu. Tôi không biết nữa. Chà, có thể là... Rất hân hạnh được làm việc với cô. Bye bye. Mình phải chuẩn lẹ thôi. Nhiều tiền ghê. Mình có tiền đi mua sắm rồi nè. Xem cái chổi leo nhà kìa. Mình nghĩ ra cách rồi. Woohoo. Ủa, tiếng gì vậy ta? Đây rồi nè. Cho mượn xíu nha. Nhẹ thôi nào. Wow, bắt tay vào việc thôi. Trước tiên, cắt tóc cho chổi leo nhà nào. Rồi lấy cái mũ bóng trẻ yêu thích của bạn lật ngược lại và phun keo nóng vào dưới giải này. Dính phần đầu của lông chổi vào. Tiếp tục đi nhé. Cứ làm như vậy xung quanh mũ. Và thế là xong. Có nhận ra tớ không nào? Bảo vệ đây, né ra. Bắt đầu diễn nào. Này. Hả? Lại đây. Cho tớ ra. Đây có phải là chỗ của tớ đâu. À, đừng lo, tớ đến ngay. Sao cậu lại vào đó làm gì chứ? Chơi phải vậy mới đúng chứ. Cảm ơn cậu nhiều lắm đó. Chuẩn, vào đó đi. Gặp lại sau nha. Khoan đã. Ủa, mình vừa bị nhốt rồi sao? Bắt đi hắn. Cái đồ. Phải chuồn khỏi đây lại thôi. Đứng im, các tù nhân. Đừng có hòng đi đâu hết. Một lần phạm tội thì luôn là tội phạm. Nhiệm vụ trang điểm. Tiến hành.
chú ấy đang ngủ nhở? Ôi không, không có đèn cũng không sao. Ù đầu rồi, sao họ không lót thảm cho sàn nhà nhở? Mình nghĩ là gần đến rồi đấy. Chú ấy sắp dậy rồi. Sắp tới chưa nhở? Tuyệt. Từ từ nào. Mình vẫn an toàn. Ôi chà, vẫn đang mơ màng sao? Cấm đổ trang điểm á? Để rồi xem nhá. Quy định đặt ra là để phá vỡ mà. Màu này hợp với chú ấy quá. Chả đũa thật là ngọt ngào. Cái cửa ngu ngốc. Được rồi, công việc trang điểm đã xong. Mình sẽ cắt nó ở đây để dùng sau. Nhiệm vụ hoàn thành. Hôm nay là thứ hai sao? Cả lớp ngồi đi nào. Không ai nghi ngờ điều gì cả. Đúng ngay chỗ mà mình cắt nó. Nên đi, cậu xinh quá. Cảm ơn nhá, cậu thật tử tế. Việc lén lút hôm qua xứng đáng đấy chứ. Chỗ này ngứa mà không với tới. Bực bội hết sức. Có cách. Nè, cậu gãi lưng hội tới được không? Hả? Ừ, sao cũng được. Oh yeah, đúng chỗ ấy. Ngay đó. Đúng rồi, tiếp đi tiếp đi. Cảm giác như thiên đường. Cũng vui vì có người thích trò này. Nhìn đã thế. Nè, cậu có hai tay nên là gãi đi. Hai người dị thật đấy. Phê tới nóc luôn. Mình cần bạn mới. Không tin nổi đời mình lại thế này. Xuống một tí. Đúng chỗ đây đấy. Mình nghĩ ra ý cực hay. Ok, cho tôi xem kẹo trước đã. Cậu. Cảm ơn, quay lưng lại nào. Bao nhiêu kẹo cũng đáng mà. Tiếp theo. Đồ mới là tuyệt nhất. Bạn sẽ cảm thấy mình là một người hoàn toàn mới. Nhưng những thứ cũ kỹ này có thể gây rắc rối. Đấy, hiểu ý mình rồi chứ? Giờ sao đây? May mà mình còn một đôi nữa. Thử lại lần nữa nhé. Nhẹ nào. Nhẹ thôi. Xui tận mạng hay sao vậy trời? Còn đôi này thì sao? Tinh tinh tinh, chúng ta có người chiến thắng. Ý, mày bị gì vậy móng tay? Mình bỏ cuộc. Còn đôi cũ này thì sao nhỉ? Không thể tin được. Chưa gì thấy không được rồi. Mấy cái lỗ này to quá. Chà, trúng số rồi. Nào, gom đồ rồi chuồn thôi. Còn gì quanh đây không nhỉ? Hoa tươi sao? Hoàn hảo để tặng cho người yêu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó kìa. Của mình. Mấy người này hẳn là giàu lắm. Mình không chỉ có một mình. Sao lại khóc vậy? Quần tất của tôi cứ rách vì bộ móng ngu ngốc này. Gì chứ? Tôi có một đôi hoàn hảo đây. Thấy không? Của cô hết đấy. Nhưng ngón tay của tôi. Thế thì đeo găng tay đi. Bắt lấy. Găng tay, đúng rồi. Cảm ơn. Hey, đeo vô cực kỳ thuận lợi luôn này. Còn kéo lên được nữa. Thấy không? Cảm ơn nhé. Chân mình nhìn đẹp đúng không? Tên trộm này biết dùng đồ nghề ghê. Cô biết gì không? Mấy bông hoa này đẹp như cô vậy. Cảm ơn nhé. Đợi đã. Phải đi thôi. Quay lại đây. Xem nào. Wow, bộ này xinh dã man. Chị Duyệt đấy. Má ơi, sao mà đắt quá vậy?
Để kiểm tra lại nào. Rỗng túi mà còn thắc mắc nữa chứ. Bên kia thì sao ta? Chán hẳn, chỉ có mỗi một đồng. Ok, mình sẽ tự làm chứ ngại gì. Không, không, còn lâu, chắc chắn không phải cái này. Ồ, đây rồi, chuẩn không cần chỉnh. Ồ trời ạ, rách một lỗ từ bao giờ đấy? Đủ tui hay gì vậy? Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Được rồi, mình có cái quần thủng lỗ và có kéo đây rồi. Bắt đầu cắt thôi nào, từ đây đi. Mình phải thật cẩn thận để cắt cho thẳng. Tốt, và rồi mình sẽ xoay và đi lên theo hướng này. Có một lỗ, mình sẽ cắt quanh nó như thế này. Đó, mình đã biến một chiếc quần thủng lỗ thành áo siêu đáng yêu. Thông minh hết sức. À, đúng rồi, xinh thế này không chụp ảnh thì hơi tí nhỉ. Được rồi, có nhạc rồi, giờ mình cần sơn nữa. Vẽ tranh thế nào. Yeah, màu đỉnh quá. Được của nó đấy, cả bên này nữa. Sao có mỗi mình chứ? Nhắn tin cho ảnh có sao? Em đang ngồi đây chờ đợi anh. Bực mình lắm rồi. Gì vậy? Sao? Không thể nào. Sơn đang ướt. Không, không thể tin chuyện này được. Tay mình dính đầy sơn hồng rồi. À, khoan. Ôi không, quần tôi. Mình ngồi lên sơn ướt. Kinh khủng quá má ơi. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Phải làm sao bây giờ? Hay là lau sơn đi nhỉ? Để thử lau tay trước coi sao. À, chẳng ăn thua gì hết trơn. Hay là lau quần sẽ dễ hơn. Oh, bỏ tay chúng con. Chưa bao giờ mình gặp chuyện gì xui xẻo như thế này. Yeah, kết quả cũng ra gì vậy này nọ đấy. Ổn áp ghê. Hả? Cô nàng kia đang khóc đấy sao? Chà, thầy cũng tội nghiệp. Khóc hù hù luôn kìa. Ồ, này, anh có thể giải quyết vấn đề cho em đấy. À, anh đang nói với em à? Ờ, đây có một người là em thôi, lại lên đi. Thôi, giờ mình cũng đâu còn gì để mất. Wow, wow, wow. Nhím đi nào, đây, cầm lấy. Ồ, trời. Ôi, xin lỗi, anh lấy nhầm cái khăn mùi xoa. Không, tránh xa em ra, chẳng giúp được gì cả. Quan, đã nào, anh hứa sẽ giúp em xử lý vấn đề mà. Đứng im, để anh xịt sơn lên quần cho nhé. Được rồi, xoay lại đi. Cảm ơn, trông được quái chứ. Xịt màu dọc theo chân xuống dưới. Phần gì này mình sẽ xịt màu vàng tươi. Màu sắc đẹp quá này. Làm cả bên kia nữa. Đúng vậy, thêm sơn, sơn ở khắp mọi nơi. Ôi trời, hết nước chấm anh ơi. Em không tin được luôn. Chà, không có chi nha, anh rất là hài lòng với kết quả wow. Đấy. À đây, anh giỏi quá, em phải trả tiền mới được. Wow, cảm ơn em nhiều. Bye. Trúng mánh rồi, em mới trả cho mình bao nhiêu là tiền luôn. Này, hey. Xin lỗi em tới muộn, nhưng em đi rồi. Ờ, em có tin xấu cho anh đấy. Ừ, chúng ta đi ra đằng kia đã. Đi nào. Ồ okay. Oh, này, em quay lại à. Nhìn này anh mới làm quả biển. Thiết kế độc đáo, $10. Hả? Bài kiểm tra của mình được chấm rồi á? Ôi không. Hả? Wow, gì vậy trời? À, chuẩn rồi, ta đến đây baby. Ta là nhất và ai cũng biết. Trời ạ, không làm sao mà trải được tóc. Wow, bánh xe đang tự quay kìa. Có vẻ nó dừng ở một cô dâu. Thích quá, dù sao tôi cũng sẽ thắng vòng này. Sao cũng được. Tuyệt, chưa gì đã thấy mình quá là tuyệt. Cô dâu xinh nhất của đất. Được rồi, mình nên bắt đầu thôi. Mình đã có sẵn son bóng. Son bóng này còn có kim tuyến lấp lánh nữa. Mình sẽ bôi son này lên môi. Ôi trời ơi, cậu ấy dùng son bóng sao? Đúng là amateur. Mình sẽ dùng màu đỏ đậm này. Vướng mặn che mặt rồi. Đó, có thế chứ. Được rồi, bôi son bóng thế đủ rồi. Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? Eo, cậu ấy để son dính vào răng. Không xinh tẹo nào. Chả không phải vấn đề của mình. Đã đến lúc dùng bảng phấn mắt. Mình thích tất cả các màu. Mình đang cố gắng trang điểm cô dâu kiểu tự nhiên. Không thể tin được là nhỏ có nhiều màu thế. Thì thôi kệ vậy. Mình cũng có bảng phấn mắt. Không nhiều màu thế kia nhưng cũng chả cần. Ok, dùng đến bọt biển nè. Mình sẽ dùng nó để đánh phấn. Màu xanh lúc nào cũng đẹp hết á. Ồ, phải rồi, kính của mình. Gì vậy trời, bột màu xanh ở đâu ra vậy? Trời ơi, phấn không lau được này. Giờ tôi cũng có màu xanh. Khoan, thực ra điều này lại làm mình nghĩ ra ý hay. Đúng vậy, mình cần thêm màu xanh. Mình sẽ bắt đầu sơn màu xanh nhạt này lên da. Mình sẽ phải bôi khá nhiều trên khắp khuôn mặt.
Trên gì nó đã khô rồi nè, tốt quá, giờ thì đến cổ. Và không chỉ ở cổ thôi đâu nha, mình cần sơn cả vai nữa. Được rồi, mình phủ toàn màu xanh rồi, tiếp theo thêm màu. Mình sẽ dùng màu tím này ở trên góc mắt. Không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong nữa. Tiếp theo, mình sẽ vẽ hai đường ở trên đỉnh mũi. Tuyệt, đã đến lúc chuyển sang màu đen. Dọc theo đường màu tím thôi, mình cũng cần đầu bút mảnh hơn. Mình sẽ vẽ vài đường mi dài trên mí dưới, nhưng mình cũng cần thêm màu đen vào mũi. Và rồi, xung quanh viền của lỗ mũi nữa. Đó, trông ok là rồi, đã đến lúc đuổi cọ và loại mỹ phẩm, nhưng vẫn màu đen. Mình sẽ chấm nhẹ lên gò má, rồi lên trên trán nữa nè. Ok, sau đó là chấm gần miệng và ở hàm. Trở lại với bút đầu mảnh để vẽ thêm đường. Ở đâu có mảng màu đen là ở đó mình sẽ vẽ thêm các đường ngoằn ngoèo. Xong rồi nè, tiếp theo là đến môi. Mình sẽ dùng chỉ kẻ viền môi. Kẻ như thế này sẽ làm nổi viền môi bị che bởi màu xanh. Nhưng mà đúng như tên gọi, bút này chỉ để kẻ viền. Được rồi, giờ thì tô son nào. Ok, vậy là đủ rồi đó. Biết tớ sẽ làm gì nữa không? Gắn mi giả. Trang điểm xong rồi, giờ đến màn tạo kiểu tóc. Tuyệt, cô dâu xinh đẹp, đáng sợ phong cách gothic. Tớ có hoa hồng đen, đây. Hả? Ôi mẹ ơi, tớ cảm giác không muốn nhìn nhưng tớ buộc phải nhìn. Có kẻ lại mặt nhìn như bộ xương ấy má ơi, cứu. Trời đất ơi, người đâu mà dễ bị dọa. Thôi được, mình phải trấn tĩnh cậu ấy. Này, đừng hét nữa, tại tớ trang điểm thôi. Ôi trời ơi, cái đồ xấu tính làm hết hồn. Chả hiểu sao cậu lại đi trang điểm cô dâu như thế nữa. Cái đồ kỳ cục. Được rồi, mắt kính đã sạch bóng. Này, không, tớ muốn xoay bánh cơ. Này, không, để tớ chứ. Bỏ tay ra, tớ xoay nó trước, đừng mó vào. Bỏ cái tay ra ngay, đến lượt tớ quay cơ mà. Này, mà chờ một chút, hình như đã xoay vào một mục rồi. Tớ biết phải làm gì rồi. Tớ chuẩn bị bút dạ đổ màu luôn. Bắt tay vào việc luôn nào. Hả? Khoan, sao không vẽ được vậy? Để thử màu này xem có được không. Ôi trời. Nghe này, đừng có lo, tớ còn nhiều màu để thử lắm. Nói thật lòng, mình nghĩ cậu ấy không vẽ được đâu. Tất nhiên mình có bộ màu riêng. Đập hồng thôi bà con ơi. Sao không bút nào ra mực ở trên da mình cơ chứ. Và chấm. Hả? Cái gì đấy? Cậu mới đóng dấu trái tim lên má tớ à? Wow, đưa đây mượn đi. Cứ dùng tự nhiên. Wow, tớ thích trái tim nhỏ quá. Tớ sẽ chấm khắp mặt luôn. Biết ngay cậu ấy sẽ làm vậy mà. Thật quá dễ đoán. Nhưng mình đã sẵn sàng thực hiện kiểu trang điểm riêng. Mình sẽ bắt đầu với màu hồng nhẹ nhàng này và sơn bên dưới lông mày. Tán một chút xíu để màu lan đều ra thật mịn. Ổn rồi đó. Giờ mình cần màu đậm hơn. Có vẻ giống màu hồng cánh sen. Nhưng đây là bột chứ không phải dạng lỏng. Mình sẽ tán màu này bên dưới về màu hồng đã khô. Xong rồi nè. Chỉ cần vậy thôi. Giờ thì đến vũ khí bí mật của mình, chai nước xịt. Mình chỉ cần xịt lên cọ sao cho nó đủ ẩm thôi. Giờ mình sẽ đi một đường cong nhẹ bên dưới phấn. Vậy là có một đường siêu sắc nét. Và rồi mình sơn màu hồng ban đầu. Sơn hết cả quầng mắt luôn nha. Và rồi lại tô dọc theo dìa nữa. Sau đó mình sẽ dùng sáp màu trang điểm để vẽ một đường đi lên. Và mình sẽ kẻ viền mí mắt dưới với chính bút sáp đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang đánh kem nền nhé. Bắt đầu bôi từ mũi rồi sang hai bên má. Sau đó tán thật đều nè. Giờ thì mình cần đến son môi. Nhưng mà phải dùng cọ nha, vì không phải dành cho môi đâu. Mình sẽ đánh dọc theo mũi và ở hai bên má nữa nè. Trở lại với kem nền cho một đường khác ở hai bên má. Một đứng thẳng từ má xuống cằm luôn rồi tán thêm ra. Ok, mình vẽ một đường ở trên trán nữa, lại dùng đến son môi. Nhưng lần này là lên môi thật nè, và mình sẽ tán đều màu ra. Được rồi, vậy là xong phần trang điểm. Nhưng chúng ta sẽ cần tô điểm thêm cho diện mạo này. Ta-da, vậy là trang điểm xong xuôi rồi, amazing luôn. Gắn thêm ngọc trai ở rìa quả là một quyết định đúng đắn. Mình thấy cậu ấy vẫn dùng bút dạ để vẽ mặt. Này, wow, ôi là trời, nhìn cậu tuyệt dã man, cậu làm sao hay vậy? Mê chữ E kéo dài gái ơi. Ok, lần này tôi sẽ xoay bánh xe. Không biết nó sẽ dừng ở đâu ta? Không đời nào, Halloween. Vòng này chắc chắn sẽ vui hết nước cho coi. Hào hứng quá đi. Nhưng còn cậu thì sao? Nó khác với đồ trang điểm xinh xắn của cậu đấy nhớ. Thôi cô khỏi phải lo cho tớ nhé. Cậu tưởng mang cái hộp trang điểm đấy ra mà tớ sợ á? Không, tớ chả cần cả đống ấy. Tớ có đồ riêng này. Ví dụ như son môi may mắn ở đây. Cậu ấy thực sự nghĩ một mình son môi là sẽ đủ sao? Khởi đầu có vẻ thuận lợi đó. Mình sẽ trở thành cô hề tuyệt vời. Chuẩn rồi, cậu thấy sao nào bố ơi? Cũng tạm, nhưng bình tĩnh. Tớ phải bắt tay vào việc. Chà, sao cũng được, tớ cũng đã xong đâu.
giờ tớ là cô hề mắc ca đồng. Phắn dùng đi, tớ đang cố tập trung đấy nhé. Sao, tớ làm đúng chủ đề Halloween rồi còn gì. Ok, mình lấy đồ ra rồi, bắt đầu thôi nào. Mình sẽ bắt đầu với màu này, nhưng trước tiên mình cần thay đồ đã. Và thay cả khung nền nữa. Đó, chuẩn rồi, giờ thì bắt đầu vẽ thôi. Vẽ một đường màu đỏ quanh cổ họng này. Mình muốn vẽ đường đỏ xuống dưới này, để vào thành hình này. Đó, đã hoàn tất rồi, sang bước tiếp theo nhé. Mình cần khăn giấy và hồ dán trang điểm. Mình sẽ dán khăn giấy nhúng hồ vào đáy của đường kẻ dưới. Mình sẽ cần thêm giấy để có thể đắp hết được cả cái gì này. Ok la, chỉ cần đợi cho nó khô lại. Giờ mình sẽ cần đến kem nền. Mình sẽ phải tô kín lên phần giấy để mà nó khớp với tông da của mình. Nhưng mà cũng chẳng cần dùng cả tấn kem nền đâu. Ok, vậy là ổn rồi. Nó đã được phủ kín rồi. Giờ mình dùng đến màu đỏ. Màu này ổn nè. Ok, đã đến lúc tô màu đỏ lên toàn bộ phần giấy. Cứ nhanh tay phết cọ cho đến khi phủ kín nhé. Thêm một xíu nữa thôi và xong. Tiếp theo, đen. Chắc sẽ vui lắm nè. Màu đen dành cho phần cổ phía trên màu đỏ. Mình muốn sơn xung quanh cổ họng và bên dưới cằm. Màu này tối quá, ngay chữ E kéo dài luôn. Ok, nhưng mình sẽ cần thêm sơn màu đen nữa. Mà có phải không? Ta-da! Không phải đen, thực ra là màu đỏ sậm, đỏ như máu. Mình sẽ chấm cho màu đỏ chảy xuống từ phần giấy đã tô màu. Và mình sẽ dùng bọt biển để chấm màu đỏ này. Đó, vậy là xong kiểu trang điểm Halloween rồi. Bạn thấy sao nào, đủ rúng rợn chưa? Tớ nghĩ là rồi. Này, tớ hoàn thiện rồi. Nói xem cậu thấy sao nào. Ôi mẹ ơi, gì thế này, trang điểm gì hết hồn. Bố giỏi dọa tớ lắm, bó tay luôn. Bạn muốn thử diện mạo nào trong video nhỉ? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này. Đây là đâu? À. Hả? Chắc là mình sẽ nhấn bên mọt sách. Không có gì xảy ra. Hỏng rồi sao? Lạ quá. Có chuyện gì vậy? Wow, mình xinh ghê. Kiểu này hợp mình. Wow. Hả? Tất cả chỉ là mơ thôi. Mình vẫn là mọt sách. Wow, ai trong cuốn tạp chí này cũng lộng lẫy. Họ thật may mắn. Ước gì mình thời thượng như thế. Trang này có vẻ thú vị. Trời ơi, gái ơi, nàng cần sửa lông mày đi. Lấy nhíp mà nhổ bớt đi. Mình vừa bị tạp chí phỉ báng hay sao vậy? Thật ra, làm gì đến nỗi nào? Nhỉ? Đúng là mình cũng nên sửa lại một chút. Nhưng mà, mình không có nhíp. Hộp bút của mình. Không biết ở trong này có gì dùng được không ta? Keo? Không. Cọ chải lông mày. Không, chả ích gì. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Mình cần đi mua sắm. Wow, nhìn các sản phẩm này mà xem. Chắc phải có nhíp ở trong này chứ. Đâu rồi ta? Aha. Wow. Nhiều sự lựa chọn quá. Cái này đi. Chắc chắn mình sẽ tỉa lông mày thật đẹp. Rồi mình sẽ sớm có hai lông mày. Ui quá đi. Em lấy nhíp ạ. Chị sẽ. Đã đủ chưa ạ? Không, giá là 50 đô. Cho một cây nhíp ấy ạ? Mình làm gì có tiền. Này, hay là để chị giúp. Em có thể dùng đồng xu để nhổ lông mày. Tin chị đi. Ok, nhưng có đau không ạ? Chỉ có một cách để biết thôi cưng. Kẹp đồng xu vào và kéo lông ra. Kẹp đồng xu nhổ lông hiệu quả lắm. May mà mình có máy hút bụi trong cửa hàng. Chắc ổn rồi đấy. Xem đi này. Wow, quá tuyệt luôn. Em cảm ơn. Không có gì. Gần xong rồi này.
Đó, mẹ dặn mình phải chăm sóc tóc. Mụn to quá má ơi. Không dám bóp đâu. Hay là cứ bóp cho xong đi. Đau, nhưng cảm giác đã dã man. Để lau vết bẩn trên gương đi. Hơi ghê đó nha. Ok rồi nè, đi ngủ thôi. Ấm áp quá đi. Ngủ đã mắt quá. Sao cái gì cũng mở tịt vậy? Kính của mình đâu nhỉ? Nhìn thấy rồi. Không, không phải. Mặt mình nở hoa rồi. Sao mà la ỏm tỏi vậy con? Chào con yêu. Nhìn con thấy ghê quá. Ok, mình khắc phục được. Con chỉ cần trang điểm thôi. Đừng có lo, thông thường chỉ cần phủ một lớp kem che khuyết điểm. Mẹ nghĩ sẽ hiệu quả chứ? Không. Không đời nào. Để mẹ tìm cách tiếp. Cái này dùng được này. Gì đấy ạ? Đây là miếng dán mụn, rất là hữu ích. Mẹ sẽ dán các miếng lên nốt mụn. May mà chúng ta có nhiều. Chúng ta sẽ cần dùng hết. Thế thôi ạ? Bình tĩnh, vẫn chưa xong đâu bé. Ok, để gỡ ra nào. Các miếng dán làm mụn biến mất tiêu. Không còn mụn. Nhìn mà xem. Wow, đây là phép thuật gì vậy? Tuyệt cú mèo, con cảm ơn. Không có gì đâu bé con. Con yêu mẹ. Buổi tập thể dục tốt lắm cả lớp. Tắm táp cho sạch đi nào. Mình hôi quá. Tắm sạch sẽ thôi nào. Nhanh lên đi. Xong rồi. Thoải mái quá. Đi. Hey. Lạ thế. Thôi kệ, mình nên mặc đồ thôi. Sao mặc thế này mà đi loanh quanh cả ngày được? Hả? Quần áo của mình. Đâu mất rồi? Thôi xong. Chết tôi rồi. Phản đã. Mình sẽ lấy bóng. Cả trái này nữa. Trông cũng ngon đấy. Giỏi tưởng tượng. Tập trung nào. Hẳn phải có gì đó cho mình mặc chứ. Hay là dùng thảm yoga nhỉ. Dài vừa khít này. Úi, mong là không có ai trong này. Xấu hổ chết mất thôi. Hả? Gì vậy? Wow, đúng thứ mình cần. Không được để ai nhìn thấy mình. Đi thêm một xíu nữa. Wow, nhìn bắp chuột đó xem. Biết đâu bạn trai tương lai của mình sẽ tập tành. Gần đến rồi. Này, rồi, mình cứ lấy thôi. Thế này mới đúng. Mình vẫn không có quần. Phải nghĩ ra cách thôi. Đúng rồi. Đã đến lúc làm mới áo. Mình sẽ cắt một đường giữa áo hút đi. Phải thật cẩn thận mới được. Ok là rồi. Giờ thì lộn mặt dưới lên trên. Và mặc nó như chân váy. Mình sẽ giữ ở phía sau. Và dùng dây lưng thắt lại eo. Dễ thương ghê này. Có nên mình nên làm nghề này kiếm sống. Giờ thì vào lớp thôi. Đúng là chơi khăm đỉnh của chóp. Không đời nào. Sao con nhỏ làm được? Hả? Có chuyện gì trong này vậy? Thực ra, tớ không muốn biết đâu. Có khách hàng. Chào chị. Hey. Mình muốn gì ta? Cho em bánh đó nhá. Okay. Mình ngồi đâu ta? Bánh ngon xỉu. Alex kìa. Chào cậu. Cậu ấy hài hước quá. Ước gì nhỏ không thấy mình. Tớ ngồi với cậu nhé. Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi. Cặp tớ đấy, thấy không? Phải. Thôi kệ đi. Xấu tính quá. Đây, cầm lấy một miếng bánh nữa đi nè. Em không biết. Nữa. Tất cả bắt đầu với một miếng bánh nhỏ. Đây là ngày tuyệt nhất đời mình. Thôi ạ. Chị chỉ đang cố làm cho em vui thôi. Wow.
chị trang điểm xịn quá. Ồ, cảm ơn bé. Chị chỉ cách em trang điểm được không? Em chỉ cần thìa và nĩa là được. Chị đùa à? Không, vào việc nào. Đầu tiên úp thìa trên một mắt này, rồi dùng cọ thoa phấn mắt phía trên của thìa. Sau đó tô lên lông mày bằng tay. Thật nhanh và dễ dàng. Giờ thì đến nĩa. Giữ ở góc này nhé. Và thoa cọ giữa các cạnh. Nó giúp tạo hiệu ứng cánh. Giờ thì chỉ cần tô theo rìa của mí mắt. Ok, thêm kim tuyến nào. Lấp là lấp lánh nhé. Vậy thôi, xong rồi. Để em chỉnh lại tóc. Wow, cứ như lột xác vậy. Em thấy xinh lắm luôn ấy. Cảm ơn chị. Đừng ngại, đi đi. Dạ. Alex ơi. Wow. Gabby, cậu đến lúc nào tớ không thấy. Cậu có muốn dự tiệc cùng với tớ không? Ừ, nhìn vui đó. Ừ, được thôi. Mình có bạn hẹn rồi. Wow, Alex rủ mình đi chơi cùng. Nóng lòng quá. Nhưng không mặc bộ này được. Thế thì mặc gì? Oh. À, quần áo đâu hết rồi. Mình thật sự cần đi mua sắm quần áo. Chị ơi, em là nhà thiết kế thời trang đấy. Này, của chị mà. Thôi nào, em làm hỏng đồ của chị. Nhưng em làm cho áo đẹp hơn mà. Nhìn mà xem. Em thấy đẹp. Em dùng cái này nè. Đồ chơi à? Tuyệt. Không phải đồ chơi đâu, xem nè. Đó, thêm các hàn lấp lánh lung linh. Em đọc đây là phong cách của Pháp đấy. Phủ, làm biểu tượng thời trang chẳng dễ dàng. Bắt mắt quá đi. Em chị giỏi quá đi mà. Thưởng cho bé nè. Em xin. Mình sẵn sàng đi hẹn hò rồi. Chúc chị may mắn nào. Bánh và nến. Chắc con bé sẽ vui lắm. Không tin nổi là mình làm chuyện này. Yeah, bánh sinh nhật. Để cháu ước cái đã. Chúc mừng sinh nhật. Blah blah blah. Thôi có lòng là được rồi. Chắc vậy. Ok, vậy là xong phần của tôi rồi. Việc mình cần làm. Vô lý thật đấy. Chả giống như ngày xưa. Ok, để xem có gì ở đây nào. Có vẻ ổn thôi. Nhưng sao mình cứ thấy sai sai. Hay là mở ra xem sao. Để xem chúng ta có gì. Ồ, gấu teddy. Cũng dễ thương đấy. Và là mình tức điên. Cho cháu hả? Chú mở quà của cháu đấy à? Quà đáng thế. Ồ, mềm quá. Nhìn là muốn ôm liền. Cuối cùng mình cũng có bạn. Gì đây? Không phải của mình. Wow, ấy có hàng lông mi đẹp quá. Khoan, sinh nhật tuyệt quá. Cảm giác thích quá. Và giờ là nốt cái còn lại nào. Trông khác biệt hẳn luôn. Tròn như con gión. Wow. Được rồi, tém tém lại, đi thôi. Sao cũng được. Vào đó đi. Phòng này sạch phết. Em chào chị. Đồ mặt sách. Gì kia. Psst, anh bạn, đằng này nè. Ê, gì đấy. Sẽ là của cậu hết. Nếu cậu đưa hàng cho tớ. Cũng nhiều kẹo đấy nhở. Chốt. Cậu đưa ra quyết định đúng đắn đấy, cầm đi. Ok, đợi tớ một chút nhé. Của cậu đây. Rất vui được làm ăn với cậu. Mình cần cái này. Chuẩn bị mà ghen tị đi. Wow, hoàn hảo luôn nha. Trang điểm cho xinh lồng lộn lên nào. Wow, mình cũng muốn thử. Mong là chỗ này đủ. Thôi thì cứ thử. Psst, psst, psst. Cho anh kẹo này. Wow, rộng rãi quá hả? Để xem anh có gì. Đây rồi, trao đổi công bằng đấy chứ.
thế thôi à? Không công bằng gì cả. Đáng thương chưa? Méo mó có hơn không? Mình còn chẳng nhét ngón tay vào được. Ồ, có cách hay rồi đây. Mình sẽ dùng kéo này. Kiểu gì cũng ok thôi. Chắc được rồi đấy. Nhìn cưng muốn xỉu. Ok, gì nữa? Dùng keo ok nè. Đây là miếng bọt biển dễ thương nhé. Mình sẽ đặt bọt biển lên keo. Rồi nhúng vào hộp kem này. Xoáy mạnh để lấy nhiều một chút. Và mình sẽ chấm lên má. Quá đỉnh luôn. Nhìn này. Wow, xinh để gói ơi. Này, mình làm bạn thân đi. Thật ạ. Wow. Chào Haki Waki, đây là ngài Kỳ Lân. Chán à, có gì khác coi không nhỉ? Này bạn. Đúng rồi, bạn đấy. Tóc bạn trông thật chán và thảm hại sao? Kiểu như này. Ừ, xấu hổ quá. Đúng, đúng vậy. Muốn làm gì đó mới trông thật ngầu không? Bạn cần đồ tạo kiểu tóc mini này. Thật sang trọng, thật phong cách, thật hiện đại. Wow. Giống cây trúc thần vậy, nhưng cho tóc của bạn. Nó hiệu quả với mọi loại tóc. Nếu bạn có tóc, cái này sẽ tạo kiểu cho nó. Hãy thử và cảm nhận nào. Oh, ok. Nhìn kìa. Cái gì vậy mẹ? Tuyệt quá. Tạm biệt những ngày khác sống nhé. Thật kỳ diệu. Và rất dễ sử dụng nữa. Mày đã ở đâu từ đó đến nay vậy? Đây là nhà tạo mẫu tóc cá nhân của bạn. Mua đi mẹ. Nhưng còn nhiều hơn. Thêm lớp lánh cho tóc nữa này. Thật khác biệt. Gọi điện ngay, đừng bỏ lỡ. Wow, mình cứ như người mẫu vậy. À, chuyện gì xảy ra vậy? Vào đây đi nào. Đừng cử động. Hello bạn ơi. Có muốn nghe nhạc chill không ấy ơi? Ồ, hay quá. Tớ cũng nghe với. Nhạc nghe cháy quá anh em ơi. Chúng mình có nên thêm chút sắc màu vào buổi nghe nhạc này không? Wow, chơi luôn. Chuẩn bị, nhắm. Ờ, nhưng gương đâu? Đằng kia kìa. Để chế lấy. Đây rồi. Mua đèn cực phẩm đây. Gần xong rồi. Chết rồi, ngầu như cháy bầu. Ôi không. Này cậu kia. Chết rồi. Dừng lại Jake, dừng lại. Cô mới vào lớp kìa. Dạ em không thấy cô. Em biết quy định chưa? Đúng rồi. Ôi không, làm sao giấu son bây giờ? Ái chà, mình nghĩ ra cách hay rồi. Bạn cần giấu mỹ phẩm sao? Chỉ cần đổi dạng của nó. Cho lên đây và nấu chảy nè. Làm cũng không lâu lắm đâu. Nhìn mãn nhãn quá ha. Khi son đã tan chảy hết, hãy dùng xi lanh hút hết lên. Vào đây nào. Và khi đã hút đầy, bạn có thể bơm vào hộp đựng tai nghe này. Mong là bạn không cần hộp này nữa, vì giờ nó thành hộp đựng son rồi. Bùm. Chỉ cần đợi cho son cứng lại là xong. Úi thật linh ơi. Nào nào, đưa đây cho cô Sunny. Được thôi. Chế còn chưa kịp tô môi chê nữa. Cảm ơn nha. Giờ đến lượt tớ nè. Nhưng tớ không dễ bị phát hiện đâu. Thông minh ha. Và tớ tô được môi chê này. Hình dạng trông khá là đáng yêu đó chứ. Ôi trời. Cậu đúng là thiên tài đấy. Tôi chán như con dán luôn. Cái tâm ngớ ngẩn. Chào mái ngố đáng yêu. Có ai đang trông chừng tụi mình không nhỉ? Này Lily ơi. Gì đó? Cậu muốn ra khỏi đây không? Tất nhiên rồi. Chơi luôn. Brian khoan đã. Sao cô? Bàn chải của tớ. Tiền. Chờ đã. Tớ không thể sống thiếu cái này được. Mặt của tớ đây sao?
xấu xí thế này làm sao tớ dám ra ngoài chứ. Gì thế kia? Này, bắt quả tang nhé. Đó là con chuột chũi sao? Có nghe tới son môi chưa hả? Mới nghĩ tới thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Tớ không thể đi như này được, chắc luôn. Tớ cần son môi, thấy chưa? Thật không thể tin nổi. Không công bằng, cây ngục có son kìa. Khoan, cô ấy cố tình làm rơi cho tớ à? Trời ơi, tin được không? Tớ thấy có vẻ là thật đấy. Tớ không muốn mạo hiểm đâu. Trước tiên, nhỏ keo nóng lên lưỡi dao, rồi dính son môi lên. Cứ tiếp tục nhé. Vậy là ok rồi đó. Cho tới hết á? Hương cánh sen xinh ghê. Tạm biệt đôi môi nhạt nhòa. Và xin chào môi hồng trúng chím. Ok, tụi mình đi được chưa? Yeah, chuẩn lệ nào. Con nhỏ làm gì mà lâu thế chứ? Ê, xin lỗi tớ đến trễ. Nhưng mà cậu mặc gì vậy trời? Cả mặt nữa. Thì chùm mũ vào là được chứ gì. Thôi nào, không cần vậy đâu mà. Cứ vào trong và vui chơi thả ga đi. Xin chào, vé của tụi em đây. Cảm ơn. Wow. Úi trời. Chà, hai em vào thoải mái đi. Này, khớp này ổn quá nhỉ. Đừng sự mất nữa, để tớ ạ. Nhìn tớ chuẩn bị gì trước khi tới đây này. Tớ cạo phấn cho vào một cái bát nhỏ. Rồi tớ lấy chai nước rửa tay và xịt vào. Xịt đủ rồi thì khuấy đều lên là được. Khuấy cho mịn thế này nè. Vậy là dùng được rồi. Mau lấy cái cọ trang điểm nào. Rửa sơn lên móng tay thật đều nhé. Giống hệt như sơn móng tay ấy. Màu này chính ra hợp ghê. Ok, cậu sẵn sàng chưa? Tớ có thể chà nhẹ móng lên mí mắt. Wow, màu hồng hợp với cậu quá. Nhảy thôi. Mình sẽ nhét tất cả đồ trang điểm vào trong áo. Hai, em vào được không? Vé đây ạ. Đứng yên ở đó. Giơ hai tay lên nào. Vâng ạ. Quá trời mỹ phẩm kìa. Biết ngay mà. Chúng tôi có chính sách cấm mỹ phẩm rất nghiêm ngặt. Vâng, được thôi, em hiểu rồi. Lát nữa em quay lại. Áo, mình không được dơ bảng này mạnh quá nữa. Ok, đầu tiên mình sẽ dính đồ trang điểm lên cánh tay và quấn băng gạc khắp cánh tay luôn. Mà thôi đi, đã thế quấn hết người luôn. Chị ấy tưởng có thể ngăn mình mang mỹ phẩm vào sao? Cứ chờ mà xem. Ok là, trông mình ổn phết rồi đó. Xin chào, vé đây ạ. Cảm ơn nhé, mời cô vào. Tuyệt, thành công rồi. Ủa, gì vậy má? Đi thì để ý chút chứ. Được rồi, có ai đang nhìn mình không ta? Không à, vậy thì trang điểm xíu cho xinh. Ok là, giờ thì quẩy lên nào. Hàng còn dài không to. Ôi không, mình sắp hết thời gian rồi mà chưa trang điểm xong. Ổn đấy, tiếp theo. Cô này ok, mời qua. Tiếp theo. Ôi không. Ôi không là đúng đấy. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ôi vậy à. Ôi da, không phải, tôi nhầm. Đây cơ. Gấu tên nhỏ đáng yêu quá. Hả? Ôi trời, không phải con gấu này. Đây, ý tôi là cái này. Ở đây cấm mỹ phẩm nhé. Nhưng em chưa đánh mắt xong mà. Phải làm sao đây? Mà khoan đã, chờ em xíu nha. Hai, giờ em vào được chứ nhỉ? Chà, để tôi xem cái đã. Để tôi nhìn cô gần hơn mới được. Mà ơi, chị ấy nhìn mình gần quá. Ổn đấy, xinh lắm đó. Em vào trong chơi đi. Tuyệt, mãi mới được vào. Chị ấy bị lừa rồi. Ok là, tháo bông tai ra nào. Giờ trang điểm mút mắt còn lại cho đỡ chuột. Xinh hơn hẳn luôn.
Đêm còn dài lắm, quẩy thôi. Xin lỗi các quý cô, nhưng chúng ta không được dùng đồ trang điểm. Còn rất nhiều thứ phải tập trung vào. Nói chuyện một mình đi cô, chúng tớ có kho báu ở những chỗ cất giấu đỉnh nhất. Tinh danh nhỉ, xem chỗ giấu này nè. Cùng đồng hành nhé, tự tớ sẽ cho bạn biết cách thực hiện tất cả. Các em, có đúng như mình nghĩ không? Một quả cam. Tuyệt, đúng là một màu rực rỡ phải không? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ăn quả táo xanh mọng nước thôi nè. Được phép ăn mà nhỉ. Chắc mình lại gặp ảo giác rồi. Đúng vậy, đâu có gì mà nhìn. Cả lớp chú ý nào, nội dung này sẽ có trong bài kiểm tra. Mình ghét giờ toán. Cô đang bận viết bài. Cơ hội đến rồi. Đâu mất rồi. Môn toán vô cùng thú vị hả? Cố lên. Được rồi. Ashley. Dạ. Em đang làm gì vậy? Dạ không ạ. Tập trung vào bài đi. Suýt thì tòi. Mình phải nhanh tay thôi. Không, không phải rồi. À ha, không ai nghi ngờ gì luôn. Ashley, đặt tay lên bàn. Vâng, đây ạ. Đừng có hí hoáy nữa. Chà, cô khó tính quá. Nhưng cô không nhắc gì đến chân mình. Tập yoga đúng là có lợi. Gần được rồi. Khó ghê đấy. Ôi không. Lại nữa hả Ashley? Tiếp tục nào. Ok. Suýt thì toi. Nhưng may mà mình lấy được son rồi. Khoan đã, hộp bút chì này có thể hữu ích nè. Chắc sẽ ổn thôi. Lấy nắp và bút chì trong hộp ra. Phun keo lên đầu của một mảnh bút chì. Rồi cắm phần đầu đó của bút chì vào nắp. Lặp lại với toàn bộ bút chì. Làm cho đến khi dính kín nắp. Rồi cho đồ trang điểm của bạn vào trong hộp. Chỉ lấy những món cần thiết nhất thôi nha. Sau đó đóng nắp vào. Hộp make up của riêng mình nè. Và không ai phát hiện ra. Này, mỹ phẩm mà bôi. Ta có mọi thứ cần thiết ở trong này. Dặm nhanh thì chỉ cần thế thôi là xinh rồi. Thông minh đúng không? Tớ thích nhạo đó ghê. Chính là tụi mình. Tụi mình trông rất tảnh. Tớ vui vì chúng ta đã mua cái quả đó. Wow, nhìn họ kia ngầu quá. Cậu bạn nói gì? Wow, họ thật là sang trọng. Chào mặt sách. Đội đã có một sợi tóc không một đúng vị trí. Chào nhé. Thích sự ngầu lo này chứ. Cậu đẹp trai quá. Đây là thời trang mới nhất ở Paris đấy. Họ nhờ tớ làm người mẫu nhưng tớ bận mất rồi. Tớ biết mà, hẳn cậu có một cuộc sống rất bận rộn. Tớ nhớ ra cái này cho các cậu đấy. Cái gì vậy? Quan tâm làm gì? Nhấn đi. Wow, mình là trai hư nè. Chúng ta trông ngầu quá đi. Mẹ tớ sẽ rất chào. Thân vọng cho mà xem. Không cần mấy thứ này nữa. Nhấn nút đi. Gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang mặc cái gì đây? Nhìn bên kia kìa. Tí thôi. Sẵn sàng chưa nào? Để tớ. Xinh hết nấc. Đúng thứ chúng ta cần. Tớ muốn cái này. Đủ cho cả hai đứa mà. Sáng bóng quá. Lấy thôi. Matthew, vậy là không công bằng. Không còn lại gì cả. Kỳ cục ghê. Nhưng chúng ta vẫn làm được mà. Mình thích cái này. Trông tớ thế nào? Matthew. Tớ nghĩ tớ sẽ rất chiến trong bộ này. Hẳn rồi. Xem này. Chúng ta phải mặc đồng phục. Thử thách đầu tiên. Để tớ nhìn vào trong xem nào. Thấy gì không? Nhìn bên kia kìa cái nút. Bài kiểm tra sắp bắt đầu. Chúng ta phải lấy nó. Các em đang mặc thứ gì vậy? Đây chỉ là giấc mơ thôi. Của mình. Wow, cái gì chứ? Nhìn màu sắc đó kìa. Thật không thể tin được. Nói thôi, chứ đừng phun mưa ạ. Tớ chưa bao giờ thấy sự thiếu tôn trọng như vậy trong cả sự nghiệp. Eo ơi, tớ nghĩ thầy giận rồi. Không. Chà, kế hoạch thất bại.
chúng ta làm gì bây giờ? Đợi chút. Giờ mới ra tay nè. Ừ, trốn kỹ vào. Hả? Thế như mình nghe thấy gì đó. Bình tĩnh thôi, đừng làm gì đột ngột. Nãy giờ vẫn ổn. Parkour, nguy hiểm. Chắc mình vượt qua được rồi. Thấp thôi, này, cẩn thận. Yên lặng. Chúng ta sắp lấy được rồi. Thầy có thể giúp gì cho em? Có chuyện gì vậy? Ý thầy là nhìn cái thây em kìa. Mình phải làm gì đó thôi. Đừng lo, tôi đến cứu bồ đây. Ôi, mình không dám nhìn nữa. Đợi cho đến khi hiệu trưởng biết chuyện đi. Gì nữa? Đến đây. Không. Được rồi. Bọn trẻ hư hỏng. Chúng đi đâu rồi? Wow, suýt nữa thì tiêu. Tiêu quá. Ê, cái gì kia? Cấm me thì sao? Mình rất nghiêm túc với công việc này. Không có me siêu khi đã có mình. Nhưng tớ là me thôi mà. Không hay chút nào. Có vẻ rắc rối đấy. Mẹ ơi. Cô đang làm gì vậy? Đừng có uống. Nhưng nhìn ngon mà. Vị trái cây, nó có vị dễ chịu ghê. Matthew, dừng lại. Có chuyện gì xảy ra rồi? Cậu đang nhỏ đi kìa. Wow, tuyệt quá trời. Thích ghê. Hãy cẩn thận với điều cậu đang làm. À, cậu khá dễ thương đấy. Thôi đi, tớ không phải là đồ chơi, tớ nhổ đấy. Đừng lo, tớ đã có kế hoạch. Đúng là có cục gì mỡ trong này. Ê, tôi vào được chứ? Chúng tôi có chính sách cấm Matthew. Tớ phải xem dưới mũ của cô. Ôi, trông vậy mà không phải vậy đâu. Chào anh. Matthew, ra khỏi đây đi. Nhìn thế không hay lắm đâu. Tôi không đặt ra luật thôi cô. Đau quá. Anh ta bị chứng gì vậy nhỉ? Cậu không sao chứ? Tôi đã nghĩ là sẽ được cơ. Xin lỗi. Không sao, tôi nghĩ phải bỏ cuộc thôi. Chưa chắc đâu. Tôi biết phải làm gì rồi. Mình đã ngăn được Matthew. Tay của tôi đau quá. Điều duy nhất có thể khiến mình thấy tốt hơn là đến công viên giải trí. Đợi chút, lại là trò mới sao? Có gì trong đó vậy? Kênh này không được đâu, chồng chúng tôi đấy anh bạn. Cẩn thận không bao giờ thừa. Matthew rất giỏi lén lút. Nhưng cô có thể vào. Cảm ơn, tôi rất cảm kích. Thêm một khách hàng hài lòng. Không có Matthew ở đây. Chúng ta vào được rồi, cậu có thể ra. Giỏi lắm Mickey. Trở lại bình thường thôi. Sao cậu làm được trò này vậy? Tớ không biết, nhưng mà hay thật. Và xem tớ có gì nè. Cái nút, nhấn đi nào. Woohoo. Lần này chúng ta ở đâu đây? Ôi không, ở trong tù. Mình không thích màu cam. Không hay rồi. Đã bụng quá. Hey, cho tớ một ít nhé. Mình thích nachos. Hả? Không, cái này dành cho người tốt thôi. Đợi đã, bảng ghi không được ăn uống mà. Sao cơ, anh phá luật sao? Công bằng ở đâu chứ? Cô đang phá hỏng thời gian ăn nacho của tôi đấy. Mình cần trợ giúp. Ê Matthew, cậu nghe tôi nói không? Mẹ sao? Đợi đã, tiếng đó đâu ra vậy? Không phải trong đồng hồ. Nhà bị ma ám hay sao vậy? Mình phải làm gì với cái này? Áo, kỳ quặc ghê. Matthew, tớ đây, cậu phải giúp tớ. Tớ đang ở trong tù. Không cần lớn thế chứ. Mickey, là cậu sao? Cậu nghĩ còn ai nữa? Được rồi. Ê, dùng cái này đi. Nghiêm túc đấy, tớ phải tự làm mọi việc sao? Kỳ lạ ghê. Ê Mickey, tớ cần đồ ăn vặt nhưng quản giáo đang canh chừng tớ. Đợi đã, quản giáo sao? Cậu đang ở trong tù à? Hiểu rồi. Cậu có thể tin ở tớ. Tớ là chuyên gia ngụy trang đấy. Trông buồn cười quá. Mình rất thích màu này. Là mọi người cười khi mình muốn đồ trang điểm cho ngày sinh nhật. Giờ thì ai còn cười được nữa. Còn một việc cuối nữa thôi. Mình đẹp quá. Lẽ ra mình nên tập đi giày cao gót mới phải. Sao phụ nữ làm được vậy trời? Vững nào. Lẽ ra nên đi giày đế bằng. Đến lúc rồi. Hello, anh đẹp trai. Cô, đẹp quá. Mình nghĩ mình yêu mất rồi. Anh đúng là dễ thương đấy. Chán quá. Mình chỉ muốn chút đồ ăn thôi. Sao mét thưa lâu vậy nhỉ? Lúc nào đó tôi mời cô đi ăn tối nhé. Được đấy, nhất là nếu anh mang đồng phục. Tôi sẽ làm mọi thứ cho cô. Đợi chút, cô lừa tôi. Nhưng bằng cách nào chứ? Mình đã bị lừa vì đôi mắt mơ màng. Anh không phải là người đầu tiên hay cuối cùng đâu. Ước gì mình có ít kẹo.
Kỳ lạ thật, tôi có thể giúp gì cho cô? Xem trông giày tớ đi. Trông hơi ghê đấy. Đợi chút, là gót giày giả sao? Thông minh ghê. Wow, có gì trong này nè? Là kẹo. Cậu thật tuyệt vời. Con gái chúng ta phải luôn có nhau. Đây đúng là thứ mình cần. Wow, nhìn ngon quá. Không được ăn kẹo khi tôi đang canh chừng, đủ rồi. Mình đang bị còng tay vào cái kệ này. Cảm ơn nhiều nhé. Giúp cậu ra khỏi đây thôi nào. Chà, giờ thì chúng tôi nên làm gì với anh đây? Tôi không thấy gì hết, tôi hứa. Đến lúc vươn ngọc rồi, tớ sẽ nhấn nút. Các cô cậu không được đi, cô ấy là ma sao? Nhưng mình sẽ không bao giờ quên. Cô ấy sẽ mãi ở trong tim mình. Ước gì mình biết chơi bài này. Hi, tôi có thể giúp gì cho cô? Aloha, tôi đến đây để dự tiệc. Ồ, vào đi, tôi sẽ chơi một bài hát cho cô. Thực ra thì không cần đâu. Cũng không khó lắm nhỉ. Mình đang ở đâu đấy? Hả? Tiệc của người Hawaii sao? Có vẻ vui đấy. Nhưng không được ăn uống. Thôi nào. Gì chứ? Cái này đâu ra vậy? Mình thích công việc này. Sẽ không khó đâu nhỉ. Anh ta sẽ không nghi ngờ gì. Mình sẽ giấu kẹo dưới quần áo. Mình thông minh ghê. Hết chỗ rồi. Không sao, chắc là đủ rồi đấy. Wow, anh thật tài năng. Tôi vào được chứ? Chắc rồi, nhưng để tôi kiểm tra đồ ăn. Máy quét này chưa bao giờ làm mình thất vọng. Đợi đã, đồ ăn sao? Cô ra khỏi đây đi. Cô không được vào bữa tiệc. Đúng là một ngày dài, buồn ngủ quá. Không tin được là anh ta tìm thấy đồ ăn của mình. Nhưng mình không bỏ cuộc đâu. Có cách rồi. Và mình chỉ cần một đồng xu. Thử lại nhé. Cái này cho anh nè. Cô đang hối lộ tôi đấy à? Đó là đồng xu thật, nhưng ra cũng được. Vậy tôi vào được chứ? Không. Anh đùa tôi sao? Phải nghĩ ra cách khác mới được. Có rồi. Tất cả những gì mình cần là phụ kiện. Đây này. Đốt cháy năng lượng. Wow, chắc dáng anh đẹp lắm. Tôi vào dự tiệc được chứ? Đợi chút, cái gì đây? Kẹo marshmallow à? Thật sao? Đây là ý tưởng lớn của cô đấy à? Nó hơi dai. Đợi đã. Kinh quá. Được rồi, chỉ còn một cách nữa thôi. Không, đi ra đi. Cô bị sao vậy? Anh không cản được tôi đâu. Không được rồi. Wow, anh ta làm việc giỏi ghê. Đợi đã, gì đấy? Ê Sunny, nhìn đẹp đấy. Phải cảnh giác. Bực mình ghê. Nhưng mình biết phải làm gì rồi. Đã đến lúc biến đổi ngoại hình. Bạn nghĩ sao? Tớ làm chiếc váy này từ kẹo. Không những đẹp mà còn ngon nữa. Lúc nãy xin lỗi nhé. Chúng ta lại phải làm việc này sao? Tôi không có đồ ăn đâu, hứa đấy. Tôi chỉ còn một điều để nói với cô thôi. Chào mừng đến với bữa tiệc. Thật chứ? Vào đi. Mình thích bài hát này. Xem họ nhảy kìa. Hey, Matthew. Mickey, cậu vào được rồi à? Nhìn váy tớ này, là kẹo đấy. Thông minh quá đúng không? Cái này cho cậu. Ngon quá. Nhắc mới nhớ. Kính của tớ cũng là kẹo đấy. Tuyệt quá. Đây đúng là bữa tiệc mình thích mà. Đúng vậy, tuyệt ghê. Matthew, cái nút. Nãy giờ tớ đang tự hỏi nó xuất hiện từ khi nào. Đi thôi. Đẹp trai đấy Alex. Ê, nhạc nhã bị sao vậy? Tớ mang nước ép như hôm trước tớ bảo nè. Còn tớ mang cốc, nhưng chưa hết đâu. No, tớ còn mang cả sô-cô-la thơm ngon này. Ôi là trời, đúng là tớ thích luôn đấy. Tớ cũng thế, để tớ mở ra luôn nhé. Nhìn sô-cô-la mà muốn gớt nước miếng. Gắt lên miếng bánh mì nè. Hey, của cậu đây, miếng này cho cậu. Tuyệt, cảm ơn nhiều nha. Cầm khăn giấy nhìn cho nó quý sắc tộc. Bà cháy con vợ chết, cảm ơn cậu. Có gì đâu, bạn bè mà cảm ơn hoài. Giờ thì đến lượt tớ. Thôi xong, tớ làm rớt đề áo mất rồi. Ôi không. Khoan, cầm khăn giấy này, lau đi bạn. Cảm ơn cậu, mong là lau sạch được. Không, tớ chỉ làm nó dây bẩn thêm thôi. Chán quá, phải có cách gì đấy để giúp cậu ấy chứ nhỉ. Khoan, ruy băng trên tóc mình. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Tớ phải làm gì với ruy băng cô? Tin tớ đi. Ok, cầm áo tanh tóc lên. Okay. Xoay ngược lại cho tớ.
được rồi, đôi băng ra tay đây. Tớ sẽ luồn qua dây áo như thế này. Ok, cậu sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ vòng dây qua đầu cậu. Tốt, ok, nhưng mà chưa xong nhé. Tớ lại gần ruy băng. Tớ sẽ luồn dây ruy băng qua bên trong của áo, làm tương tự với bên kia nữa. Ồ, hiểu rồi nè, tớ có thể cầm hai đầu dây và buộc ra sau lưng. Chào các nàng, tụi tớ cũng đi dã ngoại nè. Cứu trang phục của cậu vừa kịp lúc nhé. Ôi là trời, hôm nay lên đồ cháy quá nha. Cảm ơn nha, mau ăn thôi, quá trời xem đây này. Chào Julie, khỏe không gái? Hôm nay trời nóng quá ha. Khiếp. Thế cậu sao rồi? Chà, cũng bình thường thôi à. Ừ, tớ hiểu mà. Naomi ơi ơi. Hello. Naomi. Tớ thích tập đó nhất á. Sao con bé này không thể nghe thấy mình nhỉ? Bộ đồ cưng xỉu luôn á. Bực quá. Alo Naomi ơi. Tớ mê bà diễn viên đó lắm nha. Ok, vô dụng hết sức luôn. Đừng để ý tôi nha, xin thứ lỗi. Cậu có tin nổi không gái? Này này, gì vậy ta? Em đang làm cái trò gì thế hả? Ủa? Trời ạ. Để em chuộc lỗi. Xin lỗi cậu vì tớ ném đồ bừa bãi nhé. Tớ tự thấy mình vô duyên dễ sợ. Giờ cất hết đồ luôn rồi nhé. Tuyệt. Lịch sự là vậy mới được chứ. Đừng đổ nhớ. Đừng đổ. Ôi là trời. Naomi à. Tớ thấy mũ của cậu trend lắm luôn á. Đúng rồi. Trời ơi, sao nói liền mồm vậy ta? Tỉnh đói như con sói rồi. Úi, nóng dã man. Gì vậy? Úi, gớm quá mà ơi. Tôi xin lỗi nhá. Để chị cho cưng thấy cách ăn này. Ok. Dừng lại giùm tôi. Giờ đợi 30 giây nào. 30 giây sao? Nhưng em đói meo rồi. Đủ giờ chưa ạ? Sắp được rồi. Ăn đi. Tuyệt vời. Nhiệt độ vừa miệng lắm. Đỡ vương vãi như hồi nãy rồi. Ổn áp nhá. Cậu còn ăn không đấy? Xin lỗi cậu nha. Ổn cả mà. Đừng lo. Lần này tớ sẽ chờ chút. Rồi. Nãy cậu nói cái gì cơ? Gì mà mũ của tớ trend ý? Ôi, tạ ơn trời đất. Giờ có thể ăn trong yên bình rồi. Trò này chơi đã quá. Ui, ai ở cửa nhỉ? Để nhìn xem nào. Thôi chết, bạn trai mình. Xin chào, có ai ở nhà không? Chắc anh ấy không thấy mình đâu. Phải trang điểm nhanh mới được. Không đúng hả? Mặc gì đây? Đánh kem nền đầu tiên nhỉ? Một chút thôi là đủ. Sao mãi chưa tán được? Bực hết cả mình. Được rồi đấy. Giờ đến mascara. Để tay nào. Mình không có thời gian để chuốt. May mà mình thích em ấy. Chờ tới đêm mất. Em biết, chờ xíu. Nhanh nào, son của mình đâu rồi? Màu này đẹp ghê. Nếu mình đánh được, son hỏng rồi sao? Biết rồi, mình sẽ dùng móng. Thế là ok la. Vậy là mình đã có đôi môi xinh. Xong rồi. Đẹp trai ơi. Xin lỗi nhá, em chỉ muốn làm cho bạn gái của anh xinh hơn thôi. Cứ như cô hề ấy. Em chờ mãi hôm nay đấy. Ủa, không cần đâu mà. Mong là không ai thấy tụi mình. Sushi, đúng món thủ của tớ. Có đũa chưa nè? Ngon ngất ngây luôn. Tớ phải ăn thêm nữa. Ngon bái cháy vợ chết. Ê, để dành cho tớ nữa. Wow, cô ấy ăn nhanh ghê. Chậm thôi, bọn mình đang ăn chung cơ mà. Dùng đũa chắc không khó lắm đâu nhỉ. Hay là nếu không thế
còn... cậu ấy vẫn ăn. Thế thì còn cái gì nữa? Tụi mình nên gọi sushi thường xuyên hơn. Ôi trời đũa ơi, cầm kiểu gì đây? Thôi quên đi, đây chẳng thèm nữa. Được ăn rồi. Gần được rồi. Miếng ăn tới miệng rồi. Tại mấy cái móng này. Khoan, có cách rồi. Của Mỹ nha. Mình chỉ cần xiên vào sushi. Nhìn này, 10 ngón 10 miếng. Sushi ngon quá bà con ơi. Ủa, hết sạch sushi rồi. Nhìn kinh quá đấy. Không có tâm, tớ đói muốn chết. Tớ bảo là muốn lấy bao nhiêu thì lấy á. Wow. Hello. Ôi trời ơi, đẹp trai dữ vậy. Tớ đứng trước cậu này. Tránh ra coi. Thật luôn hả? Cái tên đó. Mình đã xem nhiều video tỏ tình trên mạng lắm rồi. Wow, ai mở cửa sổ vậy má? Làm gì có. Tớ đây mà. Đừng đá lông nheo nữa má. Ừ, nói thật đó. Lizzie ơi, cậu bắt lố dùng tớ cái. Cứ như có bão vậy á. Hình như hiệu quả rồi á. Sao cậu làm hay vậy? Điền khủng ghê, tớ biến đây. Đi đâu mất tiêu vậy? Không sao mà. Nhưng... Shh, cậu ta không xứng đáng cậu đâu. Đừng lo mà, có tớ ở cạnh cậu này. Ai mà ngờ tớ lại làm thế chứ. Xấu hổ muốn đội quần luôn. Cũng hay mà gái, cứ như cậu có siêu sức mạnh ấy. Cậu là cô nàng gió. Cậu có gì dính trên răng này? Ủ, hình như bữa trưa ấy. Đã ổn chưa nào? Cậu cố gắng đấy, nhưng chưa hết đâu. Mình biết phải làm sao rồi. Tụi mình phải săn sale một chút thôi. Wow, nhanh phết nha. Hay quá vậy ta. Không ngờ cậu lại mua cho tớ một cái donut. Tớ sẽ ăn thử, xem nào. Nhột quá à. Cũng vui phết đấy. Cậu thấy răng tớ sao? Wow, trắng sáng như siêu sao luôn ý. Jeff kìa. Đừng thổi bay tớ nhé. Quá đáng chưa kìa. Kệ cậu ta đi. Tớ đã làm gì sai chứ? Lizzie ơi, chờ chút. Nói nghe nè, cậu cũng xinh theo kiểu riêng mà. Không, làm gì có. Xem tớ nè. Mặt tớ đầy mụn rồi. Thấy ghê lắm. Mình sẽ không có bạn trai mất. Mình ghét nhìn thấy cậu ấy buồn. Khó chịu hết sức luôn. Đủ rồi, giờ mình phải nặn sạch. Cậu không được làm thế đâu. Liam à. Xin lỗi. Tớ có ý này. Giờ sao? Cái này sẽ giúp cậu đỡ buồn tay nặn mụn á. Cậu có thể nặn mấy cục mụn này nè. Nghe vui ghê. Tớ sẽ thử nặn cái mụn giả này. Eo, ghê quá đi. Nhưng cũng vui lắm luôn. Cái này bự lắm luôn ấy. Không thể dùng tay luôn. Tớ có cái này cho cậu này. Để tớ tháo kính ra nha. Giờ tớ sẽ lột miếng dán mụn ra. Nó sẽ giúp cậu che mụn ý. Nó sẽ giúp mụn mau lành hơn. Đã thế còn trong suốt này. Nghĩa là cậu có thể che nó lại bằng trang điểm. Chờ chút nhé. Vậy là đủ lâu rồi á. Mụn đã được che phủ. Như phép màu vậy á. Mình không cần cái này nữa đâu. Xem thử đi. Wow. Tớ đây sao? Da tớ sáng lắm luôn. Cảm ơn Liam. Mình cần trang điểm nữa. Hả? Lizzie ơi, cậu đâu nhìn thấy phải không? Mong là không thấy. Phải trang điểm nữa thôi. Mình muốn thật là xinh. Làm cố vấn nhan sắc khiến mình đói ghê. Cơ mà, không ăn nổi nữa rồi. Sẵn sàng chưa nào? Cậu thấy được chưa? Trời, cậu làm cái gì thế? Ngừng la hết đi. Má ơi, hết hồn luôn. Ghê lắm hay sao? Tớ thấy thích mà. Tớ sẽ mơ thấy cơn ác mộng này mãi mất. Khoan, mình dùng cái này được nè. Đùa tớ đấy à? Nĩa giờ sao? Dùng nó để trang điểm đi. Được rồi, cảm giác kỳ ghê. Tớ sẽ phết kem nền vào giữa các đường. Nó sẽ giúp tớ vẽ một đường mỏng. Rồi dùng kem nền màu sáng hơn này. Nhìn chưa thấy gì đâu. Giờ tớ sẽ blend màu. Bắt đầu với phần bên của mũi này. Trông tự nhiên thật đấy. Mình sẽ dùng thìa để đánh phấn mắt. Nhẹ nhàng đặt nó lên mắt và đánh phấn nào. Vẽ mạnh tay thêm chút để tạo đường viền đậm hơn. Wow, khác lắm luôn. Ấn tượng phết đấy.
trông tớ sao nào. Wow, xinh tươi thực sự. Đúng là kiểu bất ngờ tớ muốn thấy. Thích thật nha. Liam, cậu sao vậy? Hả? Cậu đang nhìn tớ chằm chằm đấy. Ồ, phải. Tớ cầm cho. Mình diễn cũng thật chân nhỉ. Cậu nói cái gì cơ? Mình sẽ chụp ảnh một phát. Thôi, trông ngố quá đi. Thử tạo dáng khác này. Xem thử nào. Môi mình mỏng quá vậy ta. Ước gì càng mọng hơn. Nhưng mà mình làm được đấy. Cảm ơn app làm đẹp nhé. Vậy là ngon rồi. Xem thử cái nào. Khiếp. Thế này thì ai mà thèm like cơ chứ. Mình cần dùng cách khác. Mà cách gì ta? Dùng máy hút bụi đi. Không thể chật đi đâu được. Kế hoạch này quá là hoàn hảo. Ước gì mình nghĩ ra vụ này từ sớm. Đặt đầu hút lên môi này. Và bật máy lên. Wow, hút mạnh dã man con ngan. Kẹt mất rồi. Cứu với, cứu. Ai cứu tớ với, tháo nó ra đi. Mình xem cái này cả ngày cũng được. Liam, làm gì đó đi. Tự do rồi. Tội nghiệp môi mình ghê. Đau quá trời luôn. Còn hài hơn mấy show hài nữa. Ok, để tớ giúp cậu. Ngồi dậy này. Cậu nghĩ gì vậy má? Đừng sờ vào máy hút bụi nữa. Thử cái này đi. Xem tớ hất tóc sang chảnh này. Mình nên đóng quảng cáo dầu gội mới phải. Tuyệt. Hất tóc đi má. Mình nghĩ gì vậy trời? Buộc tóc của tớ sẽ giải quyết vấn đề môi của cậu. Ngồi im nào. Au, Liam à, chuyện gì vậy hả? Xong chưa thế? Nhìn cực kỳ ấy. Có chắc là hiệu quả không? Vậy là đủ lâu rồi đấy. Nhìn xịn nha. Giờ tớ sẽ đánh son bóng cho xinh. Wow, đúng như tớ mơ ước luôn á. Và tớ cũng ước mơ giống vậy đấy. Tớ có nói gì đâu. Chụp ảnh selfie lần nữa nào. Tớ đã thử rồi, môi tớ bầm tím luôn. Và rồi tớ kiểu, không đâu cô sai rồi. Cô tức muốn khóc luôn. Wow, nói chung là 5 ngày phạt siêu chán luôn. Cậu nghe thấy gì không? Wow, prom này. Ôi là trời, vui quá đi mất. Mặc gì giờ ta? Có nhiều lựa chọn ghê. Cái đầm đó hợp bảng ngoại cậu hơn á. Thật hả? Nhưng tớ thích nó. Cái này. Dẹp. Tớ thích áo này. Đừng nói gì cả. Tớ sắp hết đồ rồi. Lý gì? Khoan đã. Mình sẽ không bao giờ tìm thấy gì để mặc mất. Đúng là thảm họa. Chờ chút. Dừng lại. Tớ nghĩ mình dùng cái quần đó được á. Sao chứ? Xem này. Mình đang tìm đồ cho tớ mặc mà. Cứ đợi xem đi. Tớ nghĩ màu đó không hợp với cậu đâu. Hài quá vậy bạn mình. Tớ định làm vậy á. Sắp xong rồi này. Tớ sẽ kéo cái quần này lên tận ngực. Rồi sao nữa? Rồi xỏ tay vào ống quần này. Thế là có váy mới nha. Trời đất, cậu đúng là bậc thầy thời trang á. Tớ chỉ cần cạo lông chân là thế nào cũng cháy hết sức luôn. Liam ơi. Xin lỗi nha, tớ diễn hơi lố rồi. Cho tớ thử với nhé. Thật đó bồ, cởi cái đó ra đi. Vậy là cho cả hai chân vào ống này. Và tay qua ống này nè. Như vậy nè. Wow, nhìn sang chảnh ghê. Có gì đó sai sai. À biết rồi, mình sẽ lấy tay ra và cuốn cái chân quần quanh eo thế này. Vậy mới chuẩn chứ. Wow, ai mà ngờ được nhỉ. Đáng yêu ghê. Wow, ấn tượng quá Lizzie. Trông cậu xinh ghê. Tớ biết mà, tớ thấy cậu sẵn sàng đi prom rồi á. Cơ mà, cần một đôi giày hợp lý nữa. Chân đất thì không ổn tí nào. Cậu nói phải. Để coi, đây là kim tuyến sao? Thế nào cũng đỉnh của chóp lắm đây. Tớ thích ý tưởng của cậu á. Tớ sẽ cho keo quanh chân và nó sẽ tạo thành một ranh giới. Rồi, rắc kim tuyến lên chân nè. Mình không muốn bỏ sót chỗ nào đâu. Giờ phết lên chân mình nha. Dừng lại ở chỗ băng keo này. Sau khi xong thì lột băng keo ra. Thế này tuyệt hơn tất bình thường nhiều. Cảm thấy phong cách ghê. Tớ không thể làm gì nếu thiếu cậu á. Khoan, còn một thứ nữa cơ. Phải thả tóc xuống chứ. Nghe lời cậu luôn. Ổn chứ? Wow. Cậu định mặc gì vậy? Tớ hả? Sao mà mặc áo thun được? Ahem. U là trời. Nhìn ổn không gái?
Tớ chưa chắc lắm. Mặc thử chơi ấy mà. Ổn chứ sao không? Mình đi nhé. Tớ sẽ đi đến cùng trời cuối đất với cậu. Hôm nay sẽ tuyệt lắm cho xem. Mong là thế. Tớ muốn xem cậu nhảy lắm. Gì? Tớ nhảy đẹp lắm á? Đợi tớ chút. Lizzie hả? Wow, cậu xinh ghê. Trời, tên này nữa. Tớ thích cậu thế này đấy. Mình đi chơi nhé. Hoặc là nhảy, ai biết được. Tớ té đi chỗ khác đây. Đi đâu mà đi? Đừng bỏ tớ chứ. Thật sao? Ý là tớ đi với Liam. Tụi tớ sẽ nhảy và đi chơi chung. Wow, ý là chuẩn. Tớ đi với Lizzie đấy. Tội nghiệp ông bạn. Chào nhé Jeff. Xấu hổ thật sự luôn. Cậu có tin là chưa gì đã thứ 6 rồi không? Là ai được nhỉ? Là Jake, và anh ấy muốn đi chơi với tớ. Tin vui hết sảy Annie. Không biết tớ nên mặc gì đây? Hả? Nó mỏng lúc nào vậy trời? Tớ không thể để Jake thấy tớ thế này. Mong là anh ấy sẽ hiểu. Đừng hủy mà Annie. Không cần làm thế. Không đời nào. Để tớ chỉ cho một mẹo nhỏ này. Tớ sắp tung ra phép thuật đây. Xì chút keo xịt tóc lên một cây cọ. Nhúng cây cọ vào phấn nền. Sẵn sàng chưa? Cứ làm đi. Chỉ cần răng chút ở đây. Trông khá giống vết tàn nhang đấy. Trông xinh mà còn tự nhiên nữa chứ. Và cậu còn chẳng phát hiện ra nốt mụn. Thật không thể tin nổi chẳng còn thấy nó nữa. Cảm ơn nha. Vui lên nào bồ yêu. Tất cả đó là Jake. Tớ không muốn hủy nữa đâu. Dở hơi nhắn tin tùy hứng. Thôi kệ, mình xinh lung linh là được. Wow, tuyệt vời. Nhìn nè. Chào. Muốn đi chơi không? Cô ấy đang nói chuyện với chúng ta. Đi thôi. Chúng ta đi vào đây. Nhanh lên. Thật thô lỗ. Mình chỉ tỏ ra thân thiện thôi mà. Họ làm gì trong đó vậy nhỉ? Họ đã ở trong đó một lúc rồi. Để nghe xem có gì nào. Tớ thích khúc này quá. Bám chặt đi. Họ nước cuốn đi sao? Nhanh đi Mickey. Họ đi đâu rồi? Hả? Cái gì ở đây? Mình chưa thấy nó bao giờ hết. Có lẽ mình sẽ nhấn thử cái này. Không đủ đẹp. Thật không công bằng. Đợi chút đã. Wow, mình có ý này. Đến lúc biến đổi ngoại hình rồi. Mình sẽ bắt đầu bằng việc gỡ kính ra và rửa mặt. Wow, khăn lau này tốt quá. Giờ thì tô đậm lông mày nhé. Mình sẽ làm nó trông dày hơn và thật tự nhiên. Nhìn đẹp đấy. Giờ là đến phấn mắt. Mình sẽ chọn một màu tinh tế. Nhi giả sẽ giúp mình có thêm nét nhấn nhá trên lông mi. Và trang điểm thêm một chút. Mình cần đánh khối cho cằm và mũi. Và miếng mút trang điểm sẽ giúp việc này dễ dàng hơn. Bước cuối cùng là má hồng. Không được quên son môi đâu. Mình sẽ lại cần một màu sáng và tự nhiên. Đôi hoa tai này sẽ tăng thêm phần lộng lẫy. Và mình sẽ xóa tóc ra. Nhìn đẹp đấy. Ngay cả mình cũng phải thừa nhận. Thử lại lần nữa nhé. Hy vọng là được. Wow, vào đi nào. Mình cũng nghĩ vậy. Hy vọng là việc này sẽ không làm hỏng tóc mình. Bữa tiệc tuyệt quá. Jennifer. Wow, chụp hình nào. Hey Jen. Không đời nào, những món quà này tuyệt quá. Ôi Annie, chúc mừng sinh nhật. À, tất cả là cho tớ sao? Tặng cậu. Không biết có thể là gì đây ta? Tớ tò mò muốn chết mất đây. Ôi trời đất, là son dưỡng tớ mê bấy lâu nay. Tông màu này đúng là hoàn hảo.
Cảm ơn bụi yêu. Có vẻ trò vui kết thúc rồi. Nào cả lớp, hãy nói về nghệ thuật trừu tượng. Chắc mình có thể thử xem, đều là những màu thú vị nhỉ. Mình muốn có chút lấp lánh. Và mình lại biết rõ phải làm gì. Trông giống sơn ghê. Giờ khi các em nghiên cứu kỹ cơ thể. Annie. Em xin lỗi. Nào nhìn chăm chú vào. Có lẽ mình hiểu rồi, nhưng mình có thể dùng thêm chút. Cọ này mà vẽ tắc chắc rất hợp. Như cô đang nói. Cô nhiên thế không biết. Chỉ là bức tượng nhỏ thôi. Cô sẽ không ngừng nói về nó, mà lại cho mình một cơ hội hoàn hảo. Ha! Ta nhớ em lắm. Đặt son dưỡng xuống. Mình có đâu đây? Sơn trông giống phết đó nhỉ? Khó mà thấy được sự khác biệt. Thú vị thật. Hay là mình có thể... Gì đấy? Cho vào đây này. Tất nhiên rồi. Bạn muốn giấu son dưỡng sao? Lấy một quả bóng bay chiếu thổi và cho son dưỡng vào trong. Rồi cất quả bóng ở đây. Nhỏ keo lên phần nhựa lộ ra. Rồi kéo bóng bay qua đó, nhấn chặt để keo dính chắc vào. Trông xinh ghê. Wow, thông minh thật đó. Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được đó là đồ trang điểm. Để dặm lại nhanh cái nào. Nhìn bóng chưa nè. Đỡ khô môi hẳn. Hả? Lại là đồ trang điểm sao? Annie, em muốn giải thích cho cô thế này là sao không? Em chỉ đang thử nghiệm với sơn thôi cô. Là nghệ thuật. Chà, thế thì được, cô đồng ý. Mình thế. Mình xinh quá. Ngủ đã quá. Tỉnh táo nào, đến lúc thay quần áo rồi. Dễ thương, nhưng chưa đủ. Như này mới phải chứ. Nên làm tóc nữa. Không đẹp tí nào. Cái này hợp với mình nè. Còn thiếu cái gì đó. Biết rồi, mình cần trang sức. Con gái cần chút lấp lánh trong cuộc sống. Đẹp quá đi mất. Sẽ rất hợp với bộ đồ của mình đây. Mình vẫn còn nhớ ngày Alex tặng mình cái này. Rất lãng mạn. Cậu ấy thật tốt. Và mình trân trọng nó từ đó tới giờ. Ok, mình đã sẵn sàng rồi. Đi thôi. Hả? Đó là Alex sao? Cậu ấy đi với cô gái khác. Không biết cậu ấy đang nói gì nhỉ? Đây là bộ phim hở nhất luôn. Suýt thì quên. Để có cái này cho cậu. Nhắm mắt lại đi. Tớ thích những điều bất ngờ. Để làm người yêu bất ngờ, bạn cầm một tô nhựa epoxy, sau đó thêm ít kim tuyến, khuấy nhựa cho đến khi kim tuyến được trộn đều. Nhìn đẹp ghê. Bây giờ lấy một cái khuôn hình trái tim và đổ nhựa epoxy vào. Đổ đầy khuôn và đợi nó khô lại. Sau khi nhựa cứng lại, lấy nó ra khỏi khuôn. Sau đó bạn cần gắn vào dây chuyền thôi. Việc còn lại là tặng nó cho người may mắn. Được rồi, cậu có thể mở mắt. Oh wow, cho tớ sao? Khoan, để tớ đeo cho. Nhưng, mình mới là bồ cậu ta mà. Đủ rồi. Sao cậu dám? Nó giống y vòng cổ của mình. Cậu có thể giữ nó đấy. Xin chào. Mình nghĩ Cheryl chưa có bồ đâu. Cheryl ơi. Oh wow. Báo trước có phải hơn không? Dù sao thì nào cả lớp. Bài kiểm tra này cực kỳ khó. Làm hết sức nhé. Cứ làm quá lên. Chuẩn bị sẵn bút nhé. Hả? Mình đã từng học cái khỉ này á? Không tệ. Phải có cách thoát khỏi bài khó này chứ. Đã đến lúc dùng bút đặc biệt rồi. Đúng vậy, bút cực kỳ đặc biệt. Hả? Bút kiểm tra phương trình nào.
chuyện gì lạ vậy trời? Hả? Này! Vâng. Shh, Jake. Em xin lỗi, em quên mất ạ. Tụi trẻ. Chúc may mắn lần sau. Có gì dùng nấy vậy. Làm nhiệm vụ đi. Bắt tay vào việc đi baby. Úi là trời. Cái gì thế kia? Dừng. Jake, đưa cho cô mau. Ôi nào, trời ạ. Đáng thương ghê. Nhưng em chỉ có mỗi cái đó. Chuyện này chưa xong đâu. Thả Poppet xuống. Cảm ơn. Tới đâu hay tới đó vậy. Điểm đặc biệt đó ở đâu nhỉ? Bingo. Để xem nào. Hả? Wow. Tuyệt vời không mà trời. Ôi trời đất ạ. Tôi chịu đủ rồi nhá. Khoan, em sẽ bỏ đi ngay. Đó, mất rồi. Gì thế kia? Nhỏ Sunny xem tao à? Mình cũng phải có phần mới được. Này, bạn làm sao hay vậy? Điện thoại á? Mẹo này đơn giản hơn cậu tưởng nhiều. Đó. Vậy thôi. Yes. Mình xin. Mong là không bị cô bắt lần nữa. Tớ cuộn qua ôm đứng luôn á. Ốp này xịn xò thật cơ. Trật tự nào. Tốt. Lừa được cô rồi. Tự mình kiểu gì cũng được ạ. Không biết mình đeo nhẫn có xinh không. Được của nó đấy. Xinh. Miễn là các trò cộng phần này vào trước, em sẽ... Này! Nào các em, phần này rất quan trọng đấy, tập trung vào. Này! Sao mấy đứa này không chịu nghe? Lúc nào cũng cười cợt, cười ngoác miệng ra kìa. Nhe cái răng ra như ngớ ngẩn. Mình không thể chịu được nữa. Đủ rồi! Hay đấy! Chịu tập trung rồi đó hả? Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhìn thấy đau ghê đó. Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Nhức quá. Khổ thân thể. Hay chúng mình giúp đi. Có lần tớ thấy mẹ này trên TikTok. Thầy ơi, để em giúp nhé. Thầy đưa tay đây. Đâm có vẻ khá sâu nhỉ? Nhưng chút keo sẽ có tác dụng. Giờ chúng ta chỉ cần chờ cho khô thôi. Sẵn sàng chưa? Bóc ra thật gọn là được. Đó. Rất chi là ấn tượng đấy. Em xứng đáng nhận cúp luôn. Đây. Tớ thắng rồi, xem nè. Xuất sắc Sunny ơi. Có lon cô ca kìa. Mà lại không có ai. Mình xin. Trò này sẽ vui lắm cho mà xem. Chút nữa, chắc vẫn chưa đủ đâu. Gần được rồi, còn hơn tập tạ ấy chứ. Ok, ổn rồi nha. Nào nhẹ nhàng, không muốn có tai nạn ở đây. Giờ thì tỏ ra bình thường nào. Cô ca đi rồi, khát khô cả họng. Thèm nữa. Khó ghê ta. Làm sao mà mở được đây. Mình sẽ che lại trước. Chắc sẽ chết cười luôn. Mình muốn uống coca. Mở đi. Wow, nhìn hay phết đấy chứ. Cuối cùng mình sẽ đạt điểm cao. Hơi bị chán rồi nha. Mở đi mà. Móng của tôi. Ngày gì mà xui thế không biết. Hả? Con dậy rồi mẹ ơi. Khoan, đưa đây cho tớ. Có khó gì đâu. Bình tĩnh nào. Ướt hết rồi. Nhìn câu hài dã man. Không biết giấu mặt vào đâu nữa. Đứa này xinh nè. Sao mà khó đeo thế này. Phát điên mất thôi. Phải làm sao rồi. Mình đã có cách. Móng ơi, đừng làm chuyện thất vọng. Được rồi này. Tuyệt.
Hỏng mất rồi. Thử đôi khác xem nào. Lần này chắc được nè. Lại nữa sao? Quá tam ba bận. Không. À. Nốt lần này vậy. Không biết nổi mình phải làm thế này. Nhưng mà ổn phết đấy. Con hả? Hả? Cái này ở đâu ra vậy? Ok, đôi cuối cùng. Ok, từ từ thôi. Không cử động bất chợt. Không sợ gì hết. Tập trung nào, mình làm được. Vẫn còn an toàn. Mặc được rồi, thành công rồi. Và đẹp quá xá luôn. Oh yeah. Đã sáng rồi à. Tóc vướng đầy mặt rồi đấy này. Chả nhìn thấy cái gì cả. Phải đeo kính áp tròng đã. Đi rồi. Đeo kính thôi nào. Bên này trước. Wow, lần đầu đã được rồi. Cẩn thận nào, không lại chọc mù mắt. Nhột nhột. Bao chứ nhỉ? Không, chỉ rơi xuống giường thôi. Mình có nhìn thấy đâu cơ chứ? Lại còn đau mắt. Bực cả mình. Móng với bánh. Ok, đâu rồi ta? À ha, đã thấy. Chắc không bẩn lắm đâu. Ôi, thiệt mà ơi, chịu thôi, không thể đeo được. Bàn trang điểm của mình kìa, hình như mắt kính kìa. Đi chậm thôi, sắp được nhìn thấy rồi. Đây rồi. Ngồi đâu đây ta? Bàn đó được kìa. Không, đừng ngồi đó. Phải nhanh chân mới được. Tránh đường ra. Mọt xích. Bàn của tớ. Tớ đến đây trước. Tìm chỗ khác mà ngồi. Cậu nói đùa đấy hả? Ok. Thích thì nhích. Ngon thì nhào vô. Hãy chờ mà xem. Cháo, búa, giấy. Lại nhé. Yeah, thắng rồi. Đồ thua cuộc. Ashley lanh chanh đợt. Cậu định khóc đấy à? Bàn này cực lý tưởng đấy. Ngay cạnh cái folder luôn. Lấy một folder và cắt phần gáy ra. Bôi keo vào folder. Bôi hết từ trên xuống dưới luôn nhé. Dựng thẳng đứng folder nè. Cắt thêm một folder và gắn vào nó. Lặp lại với vài folder nữa nha. Rồi gắn một nửa folder vào cuối là xong. Cách này bá đạo thật. Kho chứa mỹ phẩm bí mật của riêng mình. Cần thứ gì là trong này đều có. Và bạn chỉ cần một chút sáng tạo thôi. Mình phải ngồi đúng chỗ này. Trong lớp cũng phải xinh lồng lộn. Đấy, đẹp rồi. Ôi trời, xin lao. Ghen tị à. Ôi không, có phải mỹ phẩm không? Kính của mình đâu rồi? Em đang tìm bút thôi ạ. Cô tưởng. Thôi không có gì. Phần mắt màu hồng này xinh xỉu luôn đấy. Buồn ngủ chết mất. Chuẩn bị sách vở để học thôi. Này. Cứ tưởng gặp mơ chứ. Hài hương đấy. Nhìn cậu nhân nhan lắm. Thôi kệ đi. Tớ chả thèm quan tâm nữa. Mình phải giúp cô nàng thôi. Trong đây có gì cho cậu ấy dùng không ta? À hả? Dùng cái này được nè. Ồ, khổ thân chưa? Ê, dậy đi. Gì nữa vậy?
cho cậu mượn đấy. Keo hả? Wow, tốt bụng quá ha. Đổ ra đi. Ok, làm như tớ không biết keo ấy. Hả? Có chuyện gì thế này? Là mỹ phẩm à? Đây là kiểu to thuật gì vậy? Nè, dùng cọ đi, trang điểm xíu đi cho giống người. Ok, nhưng tớ chưa hiểu lắm. Lấy một lọ keo rỗng, rửa thật sạch và bỏ nắp ra. Lấy một lọ kem nền bạn thích và đổ kem nền vào trong lọ. Khi làm xong, hãy đóng nắp lại. Thế là ta có kem nền khẩn cấp rồi. Ồ, tớ hiểu rồi, cảm ơn nha. Không có chi. Có sức sống lại rồi, cậu thấy sao? Đẹp. Trả cậu nè. Khoai này đúng là bá cháy. Nhìn kìa, Jack tới. Cậu ấy đẹp trai dã man. Mái tóc kia mới tỏa nắng làm sao. Mấy cậu khỏe không? Chào Naomi. Chào cậu. Này, tối qua cậu có xem phim không? Mình cá là hai đứa mình sẽ đẹp đôi lắm. Ăn thêm Skittle không bé cưng? Này, tớ yêu cậu lắm, Jake. Ai cũng có quyền mơ ước mà. Cơ mà, hai cậu ấy làm cái trò gì vậy? Mình phải ngồi ở đây chứng kiến ư? Ấy đừng, đừng hôn. Ôi má ơi, họ làm thật kìa. Cậu ấy bị sao thế? Tớ bị nghẹn khoai. Thế đến đâu rồi nhở? Mình sẽ mãi là kỳ đà thôi. Buồn quá đi. Còn món gì tuyệt hơn gà chiên chứ? Chào gái, ổn không? Tớ đang muốn giảm cân nên chỉ dám ăn xà lách thôi à? Món gà chiên ấy trông đã cái nư ghê. Có cả khoai tây chiên kìa. Bị chán nòm. Ước gì mình cũng được ăn như vậy. Ôi trời, mình đang chảy nước miếng à? Ủa, cậu muốn ăn gà sao? Nhưng tớ đang ăn kiêng ý. Hiểu rồi. May mà tớ không cần giảm cân. Đúng là tra tấn mà. Hay là cứ xem cậu ấy ăn để tưởng tượng ra mùi vị của gà nhở? Vẫn còn một chút này. Phái phái chảy nước miếng. Gì vậy? Nào mì ổn không thế? Là mình thấy hết ngon rồi. Ôi không, đừng uống bạn ơi. Phải kiếm chỗ nôn thôi. Nào, mau mau. Mắt không thấy thì tim không đau đâu. Ai vừa rót thêm hả ta? Bài này lúc nào cũng thật tuyệt. Đen bị sao vậy trời? Mình đang gặp nguy hiểm sao? Ủa, gì vậy? Ai đó? Chào đằng ấy, sẵn sàng quẩy banh nóc chưa? Yeah! Trời đất, chơi guitar cháy thế mới đã. Đỉnh của đỉnh, đi làm thế này vui quá. Quẩy lên với tay chơi guitar xuất sắc này. Ngồi không để ý nhỉ? Đúng rồi, mau truyền vào đường này cái đã. Khoan, bạn ấy đâu rồi? Tròn ghê. Thành công rồi, dễ nhàn kẹo. Và hé lộ bộ trang điểm đỉnh cao nè. Phải dặm lại son dưỡng mới được. Đã đến lúc cháy hết mình. Wow, đó không phải là trái tim thật đúng không? Nói về bạn là mình lo lắng ghê. Mình mới nuốt móng tay của mình sao? Mình có thể chết mất. Mấy cái móng này nguy hiểm quá.
và mình sắp nhai nát hết rồi. Nhìn bộ móng này xem, lẽ ra mình không nên tới chỗ đông người. Cậu có vấn đề gì à? Chắc chắn có gì sai sai mà. Chà, tớ bị quen thói cắn móng tay đây. Ôi, nhưng không cần phải như vậy đâu. Cô đang không nhìn đúng không? Nói xin chào với người bạn thân mới của cậu đi. Keo hả? Thôi để tớ thử xem sao. Là sơn móng tay. Danh ma đấy. Để tớ tô lại nhanh nào. Chưa gì trông đã đẹp hơn rồi nè. Thế này đúng là hoàn hảo, cảm ơn bội yêu. Để làm cái này đổi keo ra một cái đĩa. Khi cái hộp đã hết sạch keo, nhét một cái phễu nhỏ xíu vào miệng. Lấy loại sơn móng yêu thích của bạn và đổ vào đó. Chắc sẽ mất khoảng vài phút thôi. Lấy phễu ra và xoáy nắp trở lại. Đây là mẹo lén lút dễ nhất tớ từng biết. Và nhìn lộng lẫy chưa nè. Tớ sơn nốt tay kia đây. Madison, tốt nhất đó không phải là sơn móng tay. Rốt cuộc đây không phải là tiệm nail. Lẽ ra mình phải kín đáo hơn. Nhưng chỉ là keo thôi mà cô. Vậy không sao. Tiếp tục với van động mạch chủ. Cảm ơn tiếp nha. Mong là mình mang đúng loại bút chì. Tôi ghét cuộc đời mình, ghét tất cả. Trông cậu thảm quá, Madison. Có chuyện gì vậy? Sao cậu không thử xem đi này? Anh ta muốn chấm dứt mãi mãi. Bảo sao cậu lại khóc? Có lẽ cậu muốn xem lại lớp trang điểm. Chỉ là hơi bị lem nhem thôi. Gớm guốc quá. Tớ hiểu cậu thấy khó chịu thế nào mà. Ước gì tớ có thể giúp cậu. Bông tẩy trang tớ mang từ nhà. Lấy khăn của cậu cả đấy bộ ơi. Lấy mà lau sạch lớp trang điểm lem nhem đi. Ừ thôi thì cứ thử vậy. Thế tớ cứ đặt lên mắt thôi nhỉ. Mỗi mắt một cái. Và chỉ thế thôi, tớ trông không còn giống con gấu mèo nữa. Quá trời phấn son nè. Để xem giờ mắt tớ trông thế nào. Trông sáng vừng rất sáng nhỉ. Muốn biết bí quyết của mình không? Thấy tờ giấy bóng đẹp tài liệu này chứ. Dùng kéo để cắt một dải. Khi đã xong, mở nó ra thế này. Đặt bông tẩy trang vào giải như thế này. Rồi bơm nước tẩy trang dành cho mắt vào toàn bộ các miếng bông. Sau đó che chúng lại và lấy một tờ giấy nến. Rồi đặt giải đó vào trong. Sau đó dùng máy là tóc để bịt kín nhựa qua lớp giấy nến. Cái cuối cùng, bỏ giấy ra và bạn sẽ có cái này. Bông tẩy trang cầm tay tiện lợi. Hay quá, cậu đã cứu cánh cho tôi đấy. Kiểu gì sau này tôi cũng cần dùng nữa. Ủa, có người đến rồi. Hình như cô ấy là một nhân vật quan trọng. Cho chúng em xin chị ký đi ạ. Nơi này có vẻ an toàn, không phát hiện thấy mối nguy hiểm. Đỉnh ghê, cô ấy ngầu quá, tuyệt vời ông mặt trời. Có chuyện gì vậy, nhìn thấy mối nguy hiểm. Khoan khoan đã, từ từ, không nhanh nghĩ đâu. Mối đe dọa được xử lý xong. Mệt cả người. À, không tin nổi tôi phải bước qua cánh người này. Cô ấy đâu rồi, mình muốn xin chữ ký.
Cảm ơn các bạn đã đến. Các bạn là tuyệt nhất. Xin gửi đến mỗi người một nụ hôn. À, hả? Thôi chết, son lem hết rồi. Khung đánh son nhột nhạt lắm. May mà mình đã có kế hoạch bí mật. Chỉ cần nhấc phần đầu của mic lên, mình giấu son vô trong này, dặm lại thôi. Quá ổn, chắc đủ rồi đó. Tiếp tục trình diễn nào. Lại một kiệt tác nữa. Mình có tài năng đích thực. Có chuyện gì ngoài đó vậy? Hi. Hả? Cháu đến thăm em Mai ạ. Ờ, cậu không mang mỹ phẩm đấy chứ? Cháu ạ? Không, cháu đẹp tự nhiên mà. Cháu chỉ có bảng sơn này thôi. Cháu là fan của màu nước. Tôi không biết. Dù đúng là mấy bức tranh kia nhìn tẻ nhạt quá, cũng cần màu sắc thật. Cho phép cậu đấy, vào đi. Anh đến rồi. Đã bảo sẽ được mà, có quà cho em nè. John á, khỏi, cảm ơn. Cứ chờ xem. Nhìn này. Có gì em thích không? Wow, cho em. Cảm ơn anh nhiều. Để đến lúc điểm chút ánh hào quang cho phòng giam này, mình sẽ chấm cọ vào sơn và vẽ lên mí mắt tùy thích. Wow, hóa ra tuyệt cú mèo. Wow, amazing good job. Vẽ cho tớ nữa. Chưa biết được, tính phí nhé. À, được. Cầm đi. Ngồi im. Chắc chắn rất xinh luôn. Đến lượt tớ. Xếp hàng đi các quý cô. Ai trước? Ok cậu. Xinh lắm. Đẹp. Để thử kiểu khác coi sao. Phew, cuối cùng cũng xong. May mà đống tiền này sẽ giúp mình hạ nhiệt.